Chương 466: Kế hoạch của Hoàng Thanh Vân. Về chuyện giữa Hoàng Dũng Huy và Phạm Linh, Hoàng Thanh Vân vẫn là lần đầu nghe nói đến, không khỏi liếc mắt nhìn Hoàng Cao Huy một cái, Hoàng Cao Huy lập tức giải thích cho cha. Là em họ của Phạm Nhạc Tiên Sinh, con gái của lão tiên sinh Phạm Cao Minh, năm ngoái đã qua đời rồi, trong nhà thiếu một khoản nợ. Trước mặt Phạm Linh tiểu thư đang biểu diễn tại phòng trà của khách sạn Kim Hải Ngạn, Dũng Huy rất thích cô ấy đầu óc của hoàng thanh vân là thông minh cỡ nào trong nháy mắt liền hiểu rõ quan hệ trong đó mặc dù phạm linh biểu diễn ở phòng trà của khách sạn kim hải ngạn làm cho ông ta có chút không thể tiếp nhận thế nhưng nếu như tiêu phàm đã ở trước mặt nhắc đến chuyện này về tình về lý hiện tại không thể cự tuyệt hơn nữa tiêu phàm nói hai người trẻ tuổi này có duyên phận vợ chồng được nhân vật giống như thần tiên như vậy xem qua tướng mạo ắt hẳn sẽ không sai được ha ha chuyện của hai người trẻ tuổi cư nhiên cũng khiến cho tiêu chân nhân hao tâm như vậy, tôi thay mặt cho khuyển tử biểu thị lòng cảm ơn sâu sắc với tiêu chân nhân. Nếu như tiêu chân nhân đã nói như vậy, thế thì hai người này khẳng định là có duyên có phận rồi, hoàng gia chúng tôi rất vui trở thành thân thích với phạm nhạc tiên sinh. Tương lai hai nhà hoàng phạm không những có thể vứt bỏ hiềm khích trước đây, còn có thể bắt tay hợp tác nữa. Hoàng Thanh Vân cực kỳ có quyết đoán, gần như không có nửa phần do dự, lập tức đồng ý. Tương đối mà nói, hoàng thanh vân nhìn càng xa hơn so với hoàng cao huy hoàng thanh vân rất hiểu việc coi phạm nhạc trở thành trưởng bối tương lai của phạm gia thế thì việc xây dựng một nền móng nhất định phải xử lý gọn phạm anh phạm nhạc mới có thể lên được kết quả như vậy hoàng thanh vân quả thật quá vui vẻ muốn nhìn thấy rồi bất kể cô gái tên phạm linh kia có phải là tướng mạo rất giống khủng long hay không đều không nằm trong phạm vi hoàng thanh vân ưu tiên suy nghĩ huống chi hoàng dũng huy thích cô ta như vậy Nghĩ đến diện mạo tất cũng sẽ không quá khó coi. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, đang muốn mở miệng, sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi. Nguyên Thành Tử cũng nhẹ nhàng dương hai hàng lông mày lên, dường như cũng đã nhận ra loại thay đổi khác thường nào đó. Xem ra có khách đến thăm hỏi rồi. Hoàng tiên sinh, ông tối nay chú ý nghỉ ngơi một chút. Khoảng thời gian này, tôi đề nghị ông vẫn là cố gắng không nên đi ra ngoài, dưỡng tốt thân thể trước rồi tính. Ở nơi này, cơ bản là vô cùng an toàn. Tiêu Phàm lập tức khôi phục lại vẻ bình thường, ôn hòa nói. Hoàng Thanh Vân luôn miệng nói: "Đương nhiên, đương nhiên, tất cả đều chiếu theo phân phó của Tiêu chân nhân." Audio điện tử Võ Tấn bền. Loại tình hình trước mắt này, ông cũng không dám tùy tiện rời khỏi sự che chở của Cửu Cung Bát Quái đại trận. Nếu như đã bị vạch mặt, Phạm Anh ra tay một lần với ông ta, liền sẽ không có bất luận kiêng kỵ gì nữa chiếu theo tính cách của phạm anh nhất định sẽ muốn đưa ông ta đến chỗ chết càng nhanh càng tốt được vậy chúng tôi cáo từ trước nguyên thành tử và cha con họ hoàng vội vàng đứng dậy tiến xuất phát từ lễ tiết hoàng cao huy muốn đích thân tiến tiêu phàm về biệt thự tiêu phàm khoát khoát tay ngăn anh ta lại nói hoàng đại thiếu nghỉ ngơi sớm một chút muộn quá rồi hoàng cao huy còn muốn khách khí cơ khinh xa nhẹ nhàng cười thấp giọng nói hoàng đại thiếu có những thứ không sạch sẽ qua đây rồi hoàng đại thiếu vẫn là ở nơi này tương đối an toàn hoàng cao huy chấn động sắc mặt soạt, một tiếng trở nên trắng bệch há hốc miệng lại nói không ra lời cho dù hoàng cao huy ở trên thương trường sát phạt quyết đoán cực kỳ thông minh tháo vát đối mặt với loại sức mạnh phi tự nhiên này lại là nửa phần lực kháng cự cũng không có không khỏi khiến anh ta lo sợ ở lại bên này không có chuyện gì đáng ngại có trận pháp bảo vệ Phạm Nhạc thêm vào một câu. Nếu Hoàng Thanh Vân và Hoàng Cao Huy đều đồng ý chuyện qua lại của Hoàng Dũng Huy và Phạm Linh, rất nhanh bọn họ sẽ trở thành thân thích. Quan cảm của Phạm Nhạc đối với huynh đệ Hoàng gia đều rất tốt. Nhất là Hoàng Dũng Huy, có chút khờ dại, tâm địa lại rất tốt, Phạm Linh sau này đi theo nó, tuyệt đối sẽ không phải chịu thiệt thòi. Hoàng Thanh Vân nhìn theo bóng dáng của đám người tiêu Phạm dần biến mất trong màn đêm, nụ cười trên mặt dần thu lại, nói với Nguyên Thanh Tử. Thất thúc, có phải có cái gì không ổn rồi? Vừa rồi, sắc mặt hơi đổi của Nguyên Thành Tử, Hoàng Thanh Vân sớm đã nhìn thấy. Nguyên Thành Tử gật gật đầu, trầm giọng nói. Có thứ không sạch sẽ tiến vào rồi. Sắc mặt Hoàng Thanh Vân lập tức thay đổi, thế nhưng ngay sau đó lại chấn định lại, có thất thúc ở đây chấn thủ, thêm vào hai đại trận phòng hộ, ở đây khẳng định không sao, nghĩ một lát, nói. Thất thúc, chú cảm thấy, vị tiêu chân nhân này là đến với mục đích gì? ngươi đang hoài nghi cái gì nguyên thành tử liếc nhìn ông ta một cái giọng điệu có chút không vui hiển nhiên nguyên thành tử không phải là người có thể lý giải phương thức tư duy của hoàng thanh vân người ta rõ ràng đã cứu mạng của ngươi ngươi vừa chuyển thân lại bắt đầu hoài nghi mục đích của người khác hoàng thanh vân vội vàng nói thất thúc chú đừng hiểu lầm cháu không phải đang nghi ngờ tiêu chân nhân càng không phải là vong ân phụ nghĩa thế nhưng thất thúc chú nói tiêu chân nhân sẽ không phải là thực sự đến đây đi du lịch chứ. Lẽ nào là đặc biệt vì phạm nhạc chạy đến đây báo thù rửa hận cho y hay sao? Nguyên Thành Tử hỏi ngược lại. Người cảm thấy không có loại khả năng này sao? Hoàng Thanh Vân gật gật đầu, vẻ lo lắng trên mặt càng đậm, nói. Chính là bởi vì loại khả năng này rất lớn, cháu mới lo lắng. Thất thúc, lão ra người nghĩ, Phạm Anh mặc dù không tính là gì, thế nhưng sau lưng gã lại có Gino, nhất là mấy ngày trước, đại quốc sư đều đích thân trở về ma cưu trang viên. Thật sự muốn khai chiến toàn diện, tiêu chân nhân cư nhiên rất lợi hại, dù sao vẫn là thế đơn lực mỏng một chút. Thắng thì đương nhiên là tốt nhất, chúng ta cũng trừ đi được mối họa lớn trong lòng. Thế nhưng ngộ nhỡ, phiền phức của hoàng gia chúng ta liền lớn rồi. Một khi chọc giận ma cưu đại quốc sư, thành lạc giả ai có thể chống đỡ nổi lửa giận của lão ta. Nguyên thành tử lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng, Phiền phức hiện tại của ngươi còn nhỏ sao? Phạm Anh sớm muộn cũng sẽ ra tay nữa, thậm chí Gino cũng sẽ tiếp tục ra tay. Đây vốn dĩ chính là tử cục, không phải gã chết chính là ngươi vong, không có con đường thứ ba có thể đi. Hoàng Thanh Vân hai mắt hơi nhíu lại, nói: "Thất thúc, bất kể nói thế nào, hoàng gia chúng ta cũng không thể khoanh tay chịu chết được chứ?" Nguyên Thành Tử quay đầu nhìn về phía ông ta, ánh mắt sắc bén, chậm rãi nói: "Có lời gì?" người cứ nói thẳng không cần phải quanh co ở đây không có người ngoài vâng hoàng thanh vân vội vàng khom người thần thái kính cẩn thất thúc lúc trước lão ra người bảo cháu chiêu mộ một hàng đầu sư của nạp cát phái cháu đặc biệt mời đến duy đa pháp lực của duy đa mặc dù bình thường thế nhưng thân phận của anh ta lại không bình thường ồ anh ta có thân phận gì hoàng thanh vân nhìn xung quanh một chút hạ giọng nói căn cứ theo điều tra của chúng ta anh ta cực kỳ có khả năng là con riêng của tô nam tiên sinh không thể nào nguyên thành tử cả người chấn động mãnh liệt mở to hai mắt gắt gao nhìn thẳng hoàng thanh vân người nghe ai nói vậy hoàng thanh vân cũng không lảng tránh ánh mắt sáng quắc của ông ta thấp giọng nói thất thúc chuyện này quả thật là rất có thể là sự thực cháu mời là thám tử tư cao minh nhất tô nam tiên sinh mặc dù chưa hề kết hôn lại cũng không phải là không có đàn bà chuyện này trong, nạp cắt phái, đã không phải là bí mật gì, rất nhiều người đều nói như vậy. Khuôn mặt của Nguyên Thành Tử sớm đã trầm xuống, lại không hề quát ông ta nữa, mà là chắp hai tay lại sau lưng, chậm rãi dạo bước quanh phòng, một lát sau, dừng bước, nhìn về phía Hoàng Thanh Vân, từ từ nói, người phải nghĩ cho kỹ, nếu như thật sự là như vậy, đây chính là một trận đại chiến. Trước đây chỉ là một mình Phạm Anh đối phó ngươi, ngươi còn có đường sống thỏa hiệp, một khi tô nam và toàn bộ nạp cát phái đều bị kéo vào đừng nói ngươi cho dù là ta ngọc dương quan chúng ta đều không có biện pháp gì đứng bên ngoài đến lúc đó thật sự sẽ là kết cục cửa nát nhà tan thất thúc thật sự như vậy cũng là do số mệnh dù sao cũng trốn không nổi còn không bằng cá chết lưới rách trên mặt hoàng thanh vân lộ ra thần sắc cực kỳ nghiêm nghị nguyên thành tử lại trầm mặt xuống sắc mặt càng thêm nghiêm trọng Hoàng Thanh Vân hết sức chăm chú nhìn ông ta, bình tĩnh hô hấp, một cái nháy mắt cũng không có. Trầm tư một lúc lâu, Nguyên Thành Tử thở vào một hơi, như là đã hạ quyết tâm, nói, được, nếu như ngươi đều không sợ, một người xuất gia như ta, có gì đáng để sợ chứ? Chính là như vậy, so với việc một ngày từ sáng đến tối nơm nớp lo sợ, bị người ta ép đến đường cùng như vậy, chỉ bằng liều chết đánh cược một lần. Hoàng Thanh Vân cũng dứt khoát kiên quyết nói, ngay sau đó lại thêm một câu. Huống chi bây giờ còn có tiêu chân nhân giúp đỡ, cháu cảm thấy, phần thắng của chúng ta cũng không nhỏ đâu. Hừ hừ, vũ khí tốt nhất để đối phó với máy bay chính là máy bay, vũ khí tốt nhất đối phó với xe tăng chính là xe tăng. Vũ khí tốt nhất đối phó với hàng đầu sư, vẫn là hàng đầu sư. Tiêu chân nhân nếu thật sự là vì phạm gia mà đến, có thể trở thành đồng minh của chúng ta. Thế nhưng người tốt nhất không được đem tất cả hy vọng đều ký thác trên người của hắn ta. Nguyên Thành Tử sắc mặt âm trầm nhắc nhở ông ta vài câu. Hoàng Thanh Vân vội vàng nói. Đạo lý này cháu hiểu, nạp cát phái, bên đó đã chuyển đến tin tức, Tô Nam Đại Sư trước giờ đều đang bế quan tu luyện, thế nhưng đã phái đến ba tên hàng đầu sư đi suốt đêm đến đây, chuẩn bị điều tra nguyên nhân cái chết của Duy Đa. Ừ, Nguyên thành Tử gật gật đầu. Người phải nhớ kỹ, bất kể là người có kế hoạch gì, đều phải nói trước cho ta một tiếng. Cái này là đương nhiên, đại cục vẫn phải dựa vào thất thúc lão ra người đích thân chủ trì. Hoàng Thanh Vân lập tức kho người về phía Nguyên Thành Tử, kính cẩn nói. chương 467, thứ giờ bẩn. Từ xa xa, nhìn thấy tòa biệt thự tiếp đãi khách. Tiêu phàm rất khách khí đuổi đám vệ sĩ của Hoàng Phủ đi về. Phạm Nhạc hơi nghi hoặc, đè thấp giọng nói. Hình như không có gì khác thường. Những lời này là hỏi cơ khinh xa, không hỏi Tiêu phàm. Thần Sắc Cơ khinh xa trở nên nghiêm túc, hạ giọng nói: "Có dị thường, tôi cảm giác thấy rồi." Tuy nhiên cái loại cảm giác này khá mơ hồ, Cơ khinh xa cũng khó có thể xác định. Tiêu Phàm cười cười nói: "Đã tiến vào căn phòng của chúng ta, đang dạo xung quanh đó." Phạm Nhạc biến sắc, vội vàng nói: "Vậy, Linh Linh vẫn còn đang nghỉ ngơi trong phòng?" Tiêu Phàm thản nhiên nói: "Đừng lo, vật kia tiến vào là phòng của ta." muốn đi ra sợ là không dễ như thế nó không làm kinh hãi được đến phạm linh yên tâm đi phạm nhạc không khỏi bừng tỉnh đại ngộ dường như khi nãy lúc nguyên thành tử dẫn dắt môn nhân bày bố trận tiêu phàm đã trở lại biệt thự bên này đi lòng vòng một hồi sớm đã bố trí xong biện pháp dự phòng chỉ đợi vật kia tự đến chui đầu vào lưới tiêu phàm ngay cả cái này cũng có thể tính được sao phạm nhạc cũng là có chút nửa tin nửa ngờ thuật bói toán này khó tránh quá thần kỳ rồi tiêu phàm lắc đầu nói lần này không có bốc quẻ chỉ là chuẩn bị dự phòng mà thôi nếu như đến đây ra tay về phía người ta cũng cần phải đề phòng vài phần lời này vẫn là chân lý lập tức ba người tiến vào biệt thự bước về phía căn phòng của tiêu phàm và cơ khinh xa vừa tiến vào biệt thự bầu không khí lập tức khác thường gió lạnh thổi từng trận từng trận phạm nhạc không kìm nổi dùng mình một cái dù cho anh ta võ nghệ rất cao cường lá gan rất lớn cũng không nhịn nổi trong lòng giật giật xem chừng xung quanh quả thực có một số thứ không ai có khả năng chống lại huống chi phạm nhạc còn là người nếm qua thiệt thòi lớn cơ khinh xa cũng ngưng thần đề phòng chỉ có tiêu phàm vẫn điềm tĩnh tự nhiên dưới chân không nhanh không chậm giơ tay đẩy cửa phòng ra hù một tiếng một trận gió lạnh thê lương lao đến về phía bên này trong mông lung chỉ nhìn thấy một đạo bóng đen mơ hồ lẫn vào trong trận gió lạnh phiêu diêu mà đến quay về. Tiêu phàm, hư, lạnh, ngón trỏ và ngón giữa tay phải dơ lên, vẽ vài nét vào hư không, lại chỉ như kích, điểm mạnh về phía trước, thấp giọng quát nói. Một cỗ gió xoáy còn mạnh mẽ mãnh liệt hơn với trận gió lạnh. Đón đầu đụng phải, luồng gió lạnh lập tức giống như đã bị trúng đòn nặng, bay lui nhanh về phía sau, trong tai phạm nhạc, mơ hồ nghe được một trận âm thanh, xèo xèo, lập tức cả người nổi ra gà lên, rất khó chịu. Tiêu phàm chậm rãi vào cửa, bật chiếc đèn lớn của phòng khách, lập tức ánh sáng chói mắt. Trong phòng khách sáng trưng, trống rỗng, làm gì có nhìn thấy thứ gì kỳ quái. Thế nhưng trong nháy mắt, tâm tích của vật kia liền không thấy nữa. "Chạy rồi sao?" Phạm Nhạc hỏi. "Chạy không nổi." Tiêu Phàm cười cười, lật cổ tay, một miếng mai rùa trắng như tuyết lóe sáng ra, chính là một trong ba bảo vật trấn giáo của vô cực môn huyền vũ giáp. Huyền giáp vừa xuất hiện, lập tức liền rung động trong tay Tiêu Phàm mắt tiêu phàm vừa cử động, nhìn về phía góc hướng đông bắc. Nơi đó đặt một bình hoa cảnh thái lam cực lớn, cao hơn cả một người, hết sức xa hoa. Tiêu phàm lấy ra một miếng phù lục màu vàng, tay phải nhất quyết, thì thào niệm chú. Tật, chỉ thấy phù lục bay lên trời, giống như có một bàn tay vô hình nâng đỡ, chậm rãi bay về phía bình hoa cảnh thái lam. Phù lục còn chưa bay đến trên bình hoa cảnh thái lam, nơi miệng bình liền trào ra một cỗ gió lạnh phòng khách vốn ấm áp trong phút chốc liền lạnh thấu xương. Mà chùm đèn treo pha lê sáng ngời, cũng vào thời khắc này vụt tắt. Mượn ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng bên ngoài cửa sổ, chỉ nhìn thấy màn xương đen quay cuồng trên miệng bình hoa cảnh Thái Lam, một bóng người mơ hồ lộ ra thân trên, hướng về phía miếng phủ lục trong không trung thoát ra âm thanh sắc nhọn xi si xi. Si. Dường như cực kỳ phẫn nộ, trong phẫn nộ lại trộn lẫn vài tia kinh hoàng. Ngay sau đó, gió lạnh trong phòng nổi mạnh lên, hơn nửa bóng người mơ hồ đều từ trong bình hoa cảnh thái lam sông ra ngưng thần ra vẻ dường như muốn tiến hành công kích đối với phù lục trấn áp trên không trung kia nếu như đã đến rồi vậy thì ở lại đi tiêu phàm lạnh lùng cười nói kiếm quyết trong tay phải chỉ về phía trước phù lục vốn dĩ đang chậm rãi tiến về phía trước trong chớp mắt trở nên đỏ sáng nóng lánh, nhanh như tên rời cung bắn về phía bóng người mơ hồ kia bóng người mơ hồ múa may song trường muốn chống đỡ trong nháy mắt phù lục đã ở trước mắt, chỉ thấy hồng quang loạn loẽ, một âm thanh gọi trầm thấp cổ quái, gió lạnh thu lại. Chùm đèn treo pha lên lại trở nên sáng ngời rực rỡ, trong phòng khách yên tĩnh, không có chút nào dị thường. Chỉ có ở chỗ miệng bình hoa cảnh Thái Lam, nhiều thêm một miếng giống như miếng phù lục sắc vàng, nhưng màu chu sa. Nhìn qua bình thường không có gì lạ, cũng không có chỗ đặc biệt nào. Nhốt lại rồi sao? Phạm Nhạc lại gắt gao nhìn thẳng vào bình hoa cảnh Thái Lam, giống như Lâm Đại Địch nói. Ừm, Tiêu Phạm gật gật đầu, chậm rãi đi về phía ghế sofa phòng khách ngồi xuống. Thứ này, tôi trước đây từng nghe nói đến, hình như rất lợi hại. Phạm Nhạc Trần Trừ nói. Bây giờ xem ra, dưới tay của Tiêu Phạm, thứ đồ này gần như không có chút sức chống trả nào, trong lúc hoàn thủ thì bị Tiêu Phạm chấn trụ rồi. Tiêu Phạm cười nói. Đây là bởi vì, Thứ đồ này có thời gian tế luyện không dài, người tế luyện nó, công lực cũng không đủ. Dưỡng quỷ, gần như là bài học sơ đẳng của bất kỳ một hàng đầu sư nào. Bên trong hàng đầu thuật, dưỡng quỷ có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bí mật tìm hiểu tin tức, theo dõi kẻ thù, dưới tình hình kẻ địch không có sự phòng bị hạ hàng đầu v. V, đều cần dựa vào quỷ vật nuôi dưỡng để đi hoàn thành. Tương đối mà nói, an toàn của bản thân hàng đầu sư càng có sự bảo đảm hơn. Thế nhưng hàng đầu sư vừa mới nhập môn, lại không có năng lực dưỡng quỷ này. Luôn phải dầm đủ nền móng, làm tốt việc chuẩn bị, mới có thể bắt đầu thử. Phạm Anh mấy năm trước mới giữa đường xuất gia học hàng đầu thuật, cho dù thiên phú có cao hơn đi chăng nữa, trong khoảng thời gian vài năm, công lực cũng không thể quá cao. Phép dưỡng quỷ, phỏng trừng cũng chưa học được bao lâu, năng lực của quỷ vật được nuôi dưỡng không mạnh, cũng là hợp tình hợp lý. Hàng đầu sư nửa đường xuất ra giống như anh ta, trong mấy năm liền có thể bắt đầu dưỡng quỷ, hơn nửa còn có thể sử dụng quỷ vật đi tìm hiểu tin tức, thậm chí còn dám làm ra cử chỉ đối kháng với bảo vật chấn bảo phù lục của vô cực môn, đã rất tốt rồi, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Xem chừng đây cũng bởi nguyên nhân có Gino chịu hao tâm dạy bảo. Phạm nhạc, mệt mỏi cả một ngày rồi, đi nghỉ ngơi trước đi. Tiêu phàm bắt đầu hạ lệnh đuổi khách. Phạm nhạc gật gật đầu, cũng không nói nhiều, xoay người liền đi ra ngoài. Ban đầu, Phạm Nhạc Kiên chỉ muốn quay về thành lạc già, chính là bởi vì cơ khinh xa. Thế nhưng mấy ngày nay, bất tri bất giác, liền bắt đầu coi tiêu phàm làm chủ rồi. Tiêu phàm lại nhìn về phía cơ khinh xa. Cơ khinh xa cười nói. Nhìn tôi làm gì, còn muốn đuổi tôi đi hay sao? Người ta đã sắp xếp cho hai chúng ta một căn phòng. Cùng lắm đợi lát nữa tôi ngủ trên giường anh ngủ trên ghế sofa là được rồi. Tiêu phàm không khỏi lắc đầu, cũng là cười tối nay, sợ là không được ngủ rồi. Đợi Phạm Nhạc ra khỏi cửa, tiêu Phạm liền lấy, càn khôn đỉnh, ra, nhẹ nhàng đặt trên chiếc bàn trà trước mặt, dùng hai ngón tay trỏ và giữa của bàn tay phải chỉ về phía tiểu đỉnh. Một cỗ pháp lực bắn ra, hoa văn màu đỏ trên đỉnh của, càn khôn đỉnh, bắt đầu từ từ chuyển động. Cơ khinh xa ở bên cạnh nhìn không chấp mắt. Trong chốc lát, chỉ thấy miệng đỉnh huyết quang lóe ra, lộ ra một gương mặt quỷ mơ mơ hồ hồ, chính là linh hồn huyết hàng mà không lâu trước đó tiêu phàm đã thu nạp từ trên người của Hoàng Thanh Vân trong căn phòng ngủ bên đó. Thế nhưng hai mắt của mặt quỷ bây giờ nhắm chặt, một bộ dạng ỉu siêu buồn bã, hiển nhiên là sống trong, càn khôn đỉnh, không đủ, thoải mái. Càn khôn đỉnh, này là bảo vật chấn giáo đã qua nhiều thế hệ trưởng giáo tổ sư của vô cực môn đích thân trưởng quản, không biết đã được bao nhiêu đại nhân sĩ khắc hoa văn của chính mình vào trong đó. Chỉ là một quỷ vật hạ đẳng, nếu đã bị Càn Khôn đỉnh thu nạp vào trong, nếu như còn có thể làm mưa làm gió, đó mới là kỳ quặc quái gở. Càn Khôn đỉnh vốn dĩ là có tác dụng an hồn, nghe nói sau khi nhiều thế hệ trưởng giáo tổ sư Quy Thiên đều sẽ đem một hồn phách sắp xếp ở bên trong Càn Khôn đỉnh, nghe nói có thể lịch ngàn vạn năm mà không tiêu tán. Có phải là thật như vậy hay không, ngay cả Tiêu Phàm đều không rõ ràng. Thế nhưng hôm nay, Càn Khôn đỉnh bị Tiêu Phàm dùng để bắt giữ quỷ vật, cũng coi như là lối đi tắt tiêu phàm quan sát đôi mắt đang nhắm nghiền kia quỷ vật vẫn không nhúc nhích hai hàng lông mày hơi nhíu lên anh tính xử lý thứ đồ này như thế nào trực tiếp luyện hóa sao cơ khinh sa không kìm nổi hỏi tôi muốn tỉ mỉ nghiên cứu một chút nghiên cứu như thế nào cơ khinh sa lập tức tinh thần chấn động cô du học ở thành lạc già học tập huyền thuật đối với hàng đầu thuật vốn dĩ cực kỳ có hứng thú cơ khinh sa tin tưởng chắc chắn chỉ cần nghiên cứu hàng đầu thuật một cách thấu triệt, đối với tu luyện huyền thuật của bản thân, khẳng định cũng có ích lợi rất lớn. Chỉ có điều ở trước đó, con đường nghiên cứu mà cơ khinh xa biết đến, chính là bản thân mình học hàng đầu thuật, trở thành một hàng đầu sư. Đây lại là điều cơ khinh xa không thể tiếp nhận. Cô là truyền thừa chính tông của phái Hà Lạc, làm sao có thể bỏ cái cơ bản đi nắm cái vấn đề nhỏ, coi hàng đầu thuật trở thành phương hướng chủ đạo được. Hiện giờ nghe ý của tiêu phàm, hắn còn có cách khác hay sao? tôi định kết nối với vật này một chút thử xem sao hả dù cho cơ khinh xa hiểu biết sâu rộng cũng không khỏi chố mắt sững sờ tiêu phàm liếc mắt nhìn cô một cái nói không cần kinh ngạc hàng đầu sư không phải là có thể kết nối với bọn chúng sao bằng không làm thế nào dưỡng quỷ làm thế nào đuổi quỷ thế nhưng anh không phải là hàng đầu sư đôi mắt to long lanh của cơ khinh xa mở tròn khắp mặt đều là vẻ không chịu tin cô quên lần trước tôi nói gì với cô rồi sao lần trước nói cái gì là ác quỷ đạo luân hồi tướng cơ khinh xa bỗng nhiên ngồi thẳng người ngạc nhiên kêu lên đúng lục đạo luân hồi tướng có địa ngục đạo và ác quỷ đạo mặc dù địa ngục đạo còn có hai pháp tướng và hai khẩu quyết chưa được thu thập đầy đủ thế nhưng ác quỷ đạo đã hoàn chỉnh rồi vậy thì có thể thử một chút kết nối với thứ này nếu như khả thi Tôi đem khẩu quyết và pháp tướng tu luyện của ác quỷ đạo truyền thụ lại cho cô. Truyền thụ cho tôi. Cơ khinh sa lại thêm một lần nữa ngơ ngẩn. Diệp cô vỗ từng rõ ràng yêu cầu cô lấy được khẩu quyết và pháp tướng hoàn chỉnh của ác quỷ đạo. Cơ khinh sa luôn cảm thấy nhiệm vụ này cực kỳ khó hoàn thành. Dù sao đây cũng là công pháp tu luyện chủ yếu của vô cực môn, làm sao có thể truyền cho người ngoài. Không ngờ tiêu phàm bỗng nhiên chủ động nhắc đến, muốn đem khẩu quyết pháp tướng truyền thụ cho cô. Quả thật có chút mùi vị của, có lòng trồng hoa hoa không mọc, vô tâm cắm liễu liễu thành rừng. Tại sao? Cơ khinh xa cũng chưa đến mức vui mừng quá đỗi, ngược lại nghi hoặc bất an hỏi. Cô bây giờ chẳng qua chỉ, giả mạo, là bạn gái của tiêu phàm mà thôi, lại không phải là bạn gái thật. Biết rõ nguy hiểm, sao cô còn muốn đi cùng tôi đến thành lạc gia? Tiêu phàm hỏi ngược lại, cũng không nhìn cô. Cơ khinh xa sướng sốt. Trên khuôn mặt xinh đẹp lập tức hiện lên hai dáng hồng đỏ nhàn nhạt, nhạt, vươn bàn tay nhỏ dài trắng nõn, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay ấm áp của Tiêu Phàm. Chương 468, đại hàng đầu sư cuồng vọng. Phạm phủ cách đó không xa. Trong mật thất u ám, trong lòng Phạm Anh bỗng nhiên giật mình, thoáng cái trở nên bực bội bất an. Liên hệ tâm hồn với Dương Đồng đột nhiên bị cắt đứt. Đây là tình hình hàng đầu sư lo lắng gặp phải nhất. Hàng đầu sư bắt quỷ hề đơn giản như trong truyền thuyết bên ngoài, chẳng những phải tự lấy máu mình nuôi quỷ mà tâm hồn còn phải tương thông với quỷ mới có thể thuận lợi sử dụng. Một khi bắt quỷ phát sinh vấn đề gì thì nhẹ sẽ khiến công lực hàng đầu sư tổn thất lớn, nặng thì tâm thần bị tổn thương phát điên ngay tại trận. Chẳng lẽ, Dương Đồng, đã xảy ra điều ngoài ý muốn? Cũng may, âm đồng, trong người coi như an tính, không có gì khác thường khiến Phạm Anh yên tâm hơn một chút. Hàng đầu sư bắt quỷ đều là âm dương ghép thành đôi, được gọi là độc dương bất trường cô âm nan sinh ý nói chỉ dựa vào nhân tố hoặc điều kiện từ một phương diện thì không thể thúc đẩy được sự phát triển hoặc xuất hiện của sự vật liên hệ giữa hai bên âm dương trong quỷ so với mối liên hệ tâm hồn giữa hàng đầu sư và quỷ bị bắt chặt chẽ hơn nhạy cảm hơn nếu thật sự dương đồng đã xảy ra điều ngoài ý muốn thì âm đồng tuyệt đối sẽ không an tĩnh như vậy sau một lúc lâu trầm ngâm phạm anh thử liên hệ với dương đồng hai lần nhưng đều không hề có động tĩnh gì lập tức đứng dậy đi ra khỏi mật thất kết cấu kiến trúc phạm phủ không hề kém hoàng phủ bao nhiêu với diện tích rộng thậm chí hơn cả hoàng phủ ban đầu quy mô phạm phủ không lớn như hiện tại sau khi phạm anh được cha mẹ giao cho liền tiến hành mở rộng ra bốn phía trở thành đệ nhất trong tứ đại gia hoàng phạm ngụy nhiễm là mục tiêu trước đó của phạm anh và cũng là mục tiêu thấp nhất đêm khuya ánh trăng như nước toàn bộ phạm phủ im lặng cũng lộ ra vẻ vô cùng âm u Phạm Anh một mình lẳng lặng đi ở trong tòa nhà lớn, lặng yên không một tiếng động. Rất nhanh, Phạm Anh đi vào một tòa biệt thự độc lập rồi dừng bước trước một gian phòng ngủ ở lầu 2, thấp giọng từ trong miệng phát ra vài tiếng kêu cực kỳ quái dị. Chỉ một lát, ngọn đèn trong phòng ngủ sáng lên, truyền tới thanh âm một người đàn ông trung niên rất bực bội. Chuyện gì? Tiếng nói đúng là của thổ dân bản địa lạc gia. Phạm Anh vội vàng khom người chào hỏi, nhẹ giọng nói. Sư phụ, là đệ tử. Hóa ra người ở nơi này chính là sư phụ Gino của Phạm Anh người phụ trách thực tế của phái Bất Cổ đại hàng đầu sư. Ta biết là ngươi, đêm hôm khuya khoát còn chưa ngủ. Ngữ khí của Gino vẫn chưa trở nên ôn hòa, xem ra vị này hết sức không hài lòng với hành động của học trò. Cũng không trách được Gino tức giận, bởi cho dù ai một hơi cùng bốn người đàn bà rằng con đều đã mệt mỏi kiệt lực, vừa mới đi vào giấc ngủ lại bị đánh thức mà không cảm thấy bất mãn bực bội mới là lạ sư phụ, đệ tử không cảm ứng được sự tồn tại của Dương Đồng. Chuyện của tôi si Ấm nét Phạm Anh cũng biết sư phụ tức giận liền tranh thủ nói vấn đề chính. Sao? Sino cũng có chút giật mình. Chuyện gì xảy ra thế? Phạm Anh vội miêu tả đơn giản tình hình một lần. Hừ, người to gan thật. Sino vừa nghe không khỏi giận dữ, không chút khách khí đứng lên quát lớn. Biết rõ hoàng gia có lão đạo sĩ đích thân chấn giữ, ngay cả ta cũng kiêng kỵ vài phần, đạo hạnh ngươi cao bao nhiêu mà dám đi dò hỏi tin tức của ông ta. Quả thực là không biết trời cao đất rộng, nếu thật sự là Phạm Anh vừa mới gia nhập hàng đầu sư trẻ tuổi thì cũng không nói làm gì, bởi con nghé mới sinh không kinh gì hổ. Rõ ràng đã là người trung niên trong giới, quản lý một tập đoàn công ty lớn và một gia tộc lớn như vậy, thế mà làm việc lại không đắn đo suy nghĩ như thế. trụ trì Ngọc Dương quan chân nhân, là người mà một hàng đầu sư nửa đường xuất giá như người có thể dễ dàng khiêu chiến sao? Vâng, sư phụ, là đệ tử lỗ mãng rồi. Bị Zino của mắng, Phạm Anh luôn miệng nhận sai nhưng cũng không có vẻ xấu hổ. Sư phụ chính là người tính tình nóng nảy, chờ ông ta mắng xong sẽ không sao. Mấy năm nay, chưa nói đến vàng bạc châu báu, chính mình cũng hao phí bao tâm huyết cho Gino. Giờ phút này Mấy cô gái người Hoa đang ngủ trên giường lớn kia của Gino không phải là mình hao tổn tâm cơ mang về sao? Chính mình cũng không kịp thử một lần đã trực tiếp dâng tặng cho sư phụ. Từ khi nào mà có một người đàn ông thổ dân có thể hưởng thụ diễm phúc như vậy? Không có bản thân mình cung phụng, cho dù Gino là đại hàng đầu sư cũng không được hưởng thụ. Âm Đồng, có phản ứng gì không? Gino sau khi dăn dậy vài, câu hỏi. Tạm thời không có. Gino liền thở vào một cái rồi nói, Vậy không có việc gì, ta đoán là lão đạo sĩ kia bố trí trận pháp gì đó, tạm thời khốn trụ Dương Đồng. Với đạo hạnh của ông ta muốn tiêu diệt, Dương Đồng của ngươi thì bất quá là tiện tay mà thôi. Biết ngươi là đồ đệ của ta, ông ta sẽ tự biết có chừng mực. Có lẽ chỉ là giáo huấn ngươi một chút, Dương Đồng sẽ không có việc gì hệ trọng đâu. Nghe giọng điệu này của Jinô tương đối tự phụ. Nhưng, sư phụ, lão đạo sĩ kia dù sao cũng là thất thúc Hoàng Thanh Vân vậy thì sao, nhúng tay việc của phái bất cổ, chúng ta, Ngọc Dương Quan sẽ không có lá gan lớn như vậy. Chẳng lẽ không biết đạo tổ sư gia đã trở lại trang viên rồi sao? Đừng nói là nguyên thành tử, cho dù là toàn bộ nước đan mạn cũng không ai dám đối nghịch với tổ sư gia. Zino ngạo nghễ nói. Phạm Anh gật đầu đồng ý, lúc trước anh ta tận lực nịnh bợ Zino, gia nhập làm học trò, phái bất cổ, không phải là muốn dựa vào uy danh hiển hách của ma cưu đại quốc sư sao? có một núi lớn như vậy để dựa thì chỉ cần Ma Cưu Đại Quốc sư bất tử thì không ai dám động đến Zino cũng sẽ không ai dám động đến Phạm Anh nhưng mà sư phụ đệ tử nhận được tin tức ba vị hàng đầu sư phái nạp cát ngày mai sẽ đến lạc giả thành phái nạp cát Zino hừ lạnh một tiếng giọng điệu càng thêm khinh thường nếu như là trước kia trước khi Ma Cưu chưa trở thành Đại Quốc sư nghe thấy ba chữ phái nạp cát Zino tuyệt đối không dám lộ ra giọng điệu như vậy cho đến hiện tại, trong mắt rất nhiều hàng đầu sư, phái nạp cát vẫn như trước mạnh hơn, phái bất cổ. Loại nội tình tích lũy này không phải dựa vào một loại nhân trong khoảng thời gian ngắn có thể đảo ngược được. Qua nhiều năm như vậy, hàng đầu sư trở thành đại quốc sư không chỉ một vị, xuất thân từ nhiều phái khác nhau, nhưng phái nạp cát trước sau đều được công nhận ít nhất là một trong trường phái hàng đầu thuật mạnh nhất. Người đi đi, không cần lo lắng, cho dù là người, phái nạp cát đến thì đã làm sao. Mọi chuyện đã có ta. Vâng, sư phụ. Phạm Anh rốt cục yên lòng. Di nô tính tình không tốt thì không tốt, kiêu ngạo, ngông cuồng đúng là như vậy, nhưng cũng có một chỗ tốt là dũng cảm đảm nhiệm việc khó khăn, gặp phiền toái tuyệt đối không lùi bước, càng sẽ không ném đổ đệ ở nửa đường rồi bỏ đi. Có một điểm tốt như vậy cũng không uổng công Phạm Anh tận tâm tận lực cung phụng cho ông ta như thế. Bên này thầy trò hai người cách cửa phòng đối thoại. Ở bên kia, Tiêu Phàm đã xếp bằng chân ngồi thiền trên sofa trong phòng khách. Nghiện đỉnh Càn Khôn ở trước mặt hiện ra một hỗn độn đồ án tươi đẹp, chậm rãi xoay tròn. Phía dưới còn lại là một mặt quỷ cũng màu đỏ tươi như thế, nhưng không còn là bộ dạng nhắm mắt ngậm miệng nặng nề vừa rồi mà là các loại hình dạng không ngừng vặn vẹo dường như hết sức thống khổ. Tơ Khinh xa không chớp mắt chăm chú nhìn vào Tiêu Phàm. Cô biết Tiêu Phàm thần niệm đã xâm nhập đến bên trong Càn Khôn đỉnh rồi đang điều tra bí mật của mặt quỷ kia. Thuật sư có thể cường hóa giác quan thứ sáu, biến thành sức mạnh thần niệm có thể khống chế, điểm này cơ khinh xa đã biết đến. Tuy nhiên qua nhiều năm như vậy, cô vẫn còn ở giai đoạn sơ cấp, chỉ có thể làm đến mức tạm thời khống chế sức mạnh thần niệm này. Làm giống như tiêu phàm, có thể khống chế tự nhiên, thậm chí trực tiếp xâm nhập, càn khôn đỉnh, và kết nối, mặt quỷ, trước đó, cơ khinh xa ngay cả muốn cũng chưa dám nghĩ như vậy ngoại trừ thiên phú dị bẩm của tiêu phàm, một nguyên nhân chủ yếu nữa là hắn còn kế thừa sự mạnh mẽ của vô cực môn. Cơ khinh xa gặp qua vài vị truyền nhân vô cực như Văn Thiên, Diệp Cô Vũ, tiêu phàm đều dũng mãnh hơn. Tuy nhiên Diệp Cô Vũ và tiêu phàm cho cô cảm giác khác biệt. Thời điểm ở gần Diệp Cô Vũ, cơ khinh xa luôn luôn cảnh giác cao độ, toàn thân đều căng thẳng như dây cung, không dám có nửa phần lơi lỏng, từng giây từng phút đều phải chuẩn bị tinh thần cho các tình huống phát sinh. Mà thời điểm bên cạnh tiêu phàm, cơ khinh xa lại cảm thấy thoải mái an nhàn khó nói thành lời, cho dù cô không phải bạn gái thực sự của tiêu phàm, không có quan hệ xá bản quyền tê ịt với tiêu phàm, cũng có thể từ sâu trong nội tâm cảm nhận được người đàn ông này có thể tin tưởng dựa vào. chương 469, tính tình nóng nảy một Chẳng trách một số người xưa vốn không quen biết lại có thể cùng nhau sống chết. Tiêu phàm thật sự có phong độ của bậc đế vương. Bỗng nhiên cơ thể tiêu phàm đang ngồi khoanh chân khẽ chấn động, hai hàng lông mày cũng hơi nhíu lại, chán mơ hồ có mồ hôi chảy ra. Cơ khinh xa lập tức thấy thoát tim, chỉ tiếc tình hình này cô lại chỉ có thể nhìn, không giúp đỡ được gì bởi vì thật sự không biết tiêu phàm gặp phiền toái gì. Hai hàng lông mày của tiêu phàm càng nhíu chặt hơn, chán cũng ướt đẫm mồ hôi. Tiêu phàm, anh làm sao thế? Cơ khinh xa không kìm nổi nắm lấy cánh tay của tiêu phàm thấp giọng hỏi. Một tiếng, hừ, khó chịu, tiêu phàm rốt cục mở mắt ra, cơ khinh xa vội rút mấy tờ khăn giấy trên bàn trà, lau nhẹ nhẹ mồ hôi trên trán cho hắn, lo lắng nhìn hắn, một mùi thơm bay thẳng đến chóp mũi của tiêu phàm. Coi như cũng được, xem ra còn phải luyện tập nhiều hơn. Tiêu phàm thở phào một cái nói. Hai mắt cơ khinh xa sáng ngời vội vàng hỏi. Thật sự có hiệu quả. Có hiệu quả. Tiêu phàm khẳng định khẽ gật đầu. Tuy nhiên bởi vì thời gian hắn tu luyện khẩu quyết và pháp tướng trong đạo thứ sáu của ác quỷ đạo. Chưa lâu, Tu La Đạo, lục pháp tướng cũng chỉ là vừa mới thông suốt, cách ranh giới đại thành còn rất xa, tạm thời chỉ có thể miễn cưỡng theo dõi một số bí mật của huyết hàng, nếu muốn cưỡng ép xâm nhập, sẽ lập tức gặp phải sự cắn trả. Tuy nhiên, huyết hàng là thứ không có ý thức tự chủ, chịu điều khiển của bản năng mà thôi. Vật bên trong kia có thể có chút không giống. Nói xong, ánh mắt của tiêu phàm hướng về nhìn lại bình hoa cảnh Thái Lam ở góc tường, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, một vẻ mặt nóng lòng muốn thử quỷ vật mà hàng đầu sư nuôi dưỡng, tâm hồn tương thông với chủ nhân, trực tiếp bắt tay vào từ quỷ vật, khẳng định thu hoạch lớn hơn nhiều so với việc nghiên cứu huyết hàng. Liệu có kinh động đến Phạm Anh không? Cơ khinh xa có chút lo lắng hỏi han. Tiêu Phạm ngẫm nghĩ một chút nói. Nếu mượn dùng lực cấm chế của càn khôn đỉnh chắc có lẽ không. Tu vi của Phạm Anh cũng không cao. Cơ khinh xa liền cười khẽ gật đầu. Ước chừng lúc nửa đêm, Phạm Anh đã trở lại mật thất của mình, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, từ trên giường gỗ đứng mạnh dậy, trong mật thất tiếng gió gợi lên cùng một bóng người mơ hồ hiện ra ở trước mặt Phạm Anh. Dương Đồng, người đã trở lại, không sao chứ? Phạm Anh không khỏi mừng rỡ vội vàng hỏi. Bóng người mơ hồ không đáp, vạn vẹo một hồi lập tức liền biến thành màn xương đen chui vào trong cơ thể Phạm Anh không thấy bóng dáng nữa. Phạm Anh vội vàng vận động tinh thần điều tra, chỉ thấy Dương Đồng đã quyện cùng, âm đồng, rồi chìm vào giấc ngủ say, dường như chuyến đi này vô cùng mệt mỏi. Lại cẩn thận điều tra một chút, dường như cũng không có gì khác không ổn, Phạm Anh rốt cuộc yên lòng. Ba vị hàng đầu sư, phái nạp cát, ngồi xe Rolls Royce đã sớm tới Hoàng Phủ vào ngày kế tiếp. Chiếc xe này vốn là để Hoàng Thanh Vân tỏa giá, nhưng để tỏ lòng kính trọng hàng đầu sư, phái nạp cát, Hoàng gia cố ý phái xe này đi nghênh đón mấy vị hàng đầu sư. Theo sự miêu tả của Nguyên Thành Tử, phái nạp cát, ở trong tất cả trường phái hàng đầu thuật có thể coi như khá ôn hòa. Nhưng ba vị hàng đầu sư đến Hoàng Phủ lại hoàn toàn khác so với miêu tả của Nguyên Thành Tử, tính tình người nào cũng nóng nảy. Vị hàng đầu sư cầm đầu có tên là Cha Cao, vóc dáng thấp bé, làn da ngăm đen, tóc xoắn quăn tít, tròm dâu dưới hàm cũng lùm xùm một mớ, thật sự rất khó đoán ra tuổi tác thực sự của ông ta, đoán chừng là trên dưới 50 tuổi. Cha Cao thu hút cái nhìn chăm chú của người khác không phải bởi diện mạo hay dáng người của ông ta, mà là ánh mắt mọi người ngừng lại trên một con chim ưng ở bả vai của ông ta. Con chim ưng xuất hiện với hai màu trắng đen, phần lưng xanh mét, phần bụng đan xen hai màu đen trắng, móng vuốt cứng sắc bén, thần tuấn phi phàm, nhìn xung quanh nghiêm nghị có uy. Căn cứ hình dáng bên ngoài nhận định là hắc điêu thường thấy của nước Đan Mạn. Chỉ có điều hình dáng hắc điêu của nước Đan Mạn không quá mức khổng lồ như vậy chiều cao bình thường của hắc điêu đan mạn sẽ không vượt qua 60 cm, mà hắc điêu trên vai cha cao có chiều cao ước chừng 75 cm trở lên, so với hắc điêu bình thường nước đan mạn xứng đáng cái tên vua hắc điêu. Tuy nhiên tiêu phàm phỏng đoán hình thể hắc điêu đan mạn này lớn như thế chỉ là biến dị tự nhiên và có lẽ chủ nhân của nó là cha cao nhất định có quan hệ với hàng đầu sư. Mặc dù hắc điêu đan mạn đứng vững trên vai, đầu dơ lên cao, một vẻ cao cao tại thượng, mang bộ dạng hờ hững đối với mọi người, Tiêu Phàm vẫn có thể cảm nhận được khí tức đặc biệt trên người Hắc Điêu, rất giống với khí tức của huyết hàng mà mấy ngày nay hắn tiếp xúc. Hắc Điêu này khẳng định có liên quan đến hàng đầu thuật. Cơ khinh xa ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói. Rất nhiều hàng đầu sư nuôi linh sủng bổn mạng cho riêng mình. Chẳng qua dưới tình huống bình thường, linh sủng sẽ được giữ bí mật, giống như pháp thể của hàng đầu sư, sẽ không dễ dàng để cho người khác nhìn thấy hắc điêu đan mạng này có thể bởi vì hình thể quá lớn nên không có biện pháp ẩn núp, không thể không xuất hiện cùng chủ nhân. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm. Có liên quan đến linh sủng bổn mạng bổn mạng của hàng đầu sư Nam Dương, tiêu phàm đương nhiên cũng biết đại khái. Chính hắn cũng nuôi, hắc lân, chẳng qua, linh sủng bổn mạng bổn mạng của vô cực môn và linh sủng bổn mạng bổn mạng của hàng đầu sư có khác nhau rất lớn. Nghe nói linh sủng bổn mạng bổn mạng của hàng đầu sư và bản thân hàng đầu sư có liên hệ cực kỳ chặt chẽ, trên cơ bản chính là một mà hai hai mà một thậm chí có người nói linh sủng bổn mạng bổn mạng của hàng đầu sư căn bản chính là hàng đầu sư đem linh hồn của chính mình luyện hóa mà thành hai người hỗ trợ lẫn nhau một khi linh sủng bổn mạng xảy ra chuyện ngoài ý muốn hàng đầu sư cũng sẽ bị thương nặng tương tự hàng đầu sư bỏ mình linh sủng bổn mạng sẽ lập tức bị mất mạng tuy nhiên theo tình huống của cha cao dường như không phải như vậy Hắc điêu đan mạn dĩ nhiên thần tuấn phi phàm nhưng hình thể cực lớn như thế có thể là mục tiêu bị bắn tỉa rất tốt, không nói tới người khác, với khoảng cách như vậy thì chính tiêu phàm nếu ra tay có thể trăm phần trăm khẳng định hắc điêu tuyệt đối chết ngay không kịp dãy ruộng. Hay là nói, linh sủng bổn mạng của hàng đầu sư có bản lĩnh gì đặc biệt có thể đau thương bất nhập. Đối với việc ghé tai thì thầm bàn luận của hai người họ, cha cao dường như có chút không hài lòng, ánh mắt sắc bén quét mạnh qua, khẽ, hừ, một tiếng dựa theo yêu cầu của tiêu phàm hoàng gia vẫn chưa tiết lộ thân phận của bọn họ với ba vị hàng đầu sư phái nạp cát này chỉ nói là bà con xa của hoàng gia nghe nói thân thể hoàng thanh vân không khỏe nên có lòng đến thăm thân phận như vậy đương nhiên trong mắt cha cao không đáng để ý chút nào ngay cả hoàng thanh vân và hoàng đại thiếu cha cao bọn họ đều không để ý chỉ khách khí với nguyên thành tử ba phần xem chừng đây là vì nể nguyên thành tử có giao tình với trưởng giáo tô nam đối với kiểu người ngạo mạn bề trên như cha cao, tiêu phàm đương nhiên cũng không thèm để ý. Lần này đến Nam Dương, tiêu trưởng giáo không phải là vì đến khoe bản lĩnh, mục tiêu của hắn rất rõ ràng chính là ngắt lấy, xích viêm thảo, đem về. Chỉ cần hàng đầu sư, phái nạp cát, đó có thể giúp hắn đạt được mục đích thì một chút ngạo mạn cũng không có gì. Hai vị hàng đầu sư còn lại, một gã tên Thái Vạn, vóc dáng cao gầy, là một người hoa, còn có một người tên là Minh Lại còn lại là thổ dân người nước Đan Mạn. Thái Vạn và Minh lại gọi cha Cao là sư thúc, ở trước mặt cha Cao khá cung kính, nhưng thái độ đối với những người khác đều là ngạo mạn. Tiêu Phàm cảm thấy hơi có chút kỳ lạ vì sao, phái nạp cát, phái tới ba vị hàng đầu sư đều có loại bản tính này. Chẳng lẽ cách nhìn của Nguyên Thành Tử đối với phái nạp cát sai sao? Hoàng Phủ tiến hành quy cách tiếp đãi cao nhất cho ba vị hàng đầu sư, phái nạp cát, thảm đỏ giải ra đến ngoài mấy chục thước trong phủ tất cả nam nữ già trẻ đồng loạt tới cửa xếp thành hàng chào đón. Đây đều do chính miệng Hoàng Thanh Vân dặn bảo kẻ dưới. Thậm chí ngay cả Nguyên Thành Tử cũng tự mình ra mặt cùng Hoàng Thanh Vân, đồng loạt đứng ở cửa tiếp đón cha cao. Xem chừng Hoàng Thanh Vân là, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, một hàng đầu sư thiếu chút nữa đã lấy mạng của ông ta, ngay tức khắc đối với tất cả hàng đầu sư ông ta đều kính sợ có phép. Còn nữa, Duy Đa dù sao cũng là vì bảo hộ ông ta mà bị mất mạc, phái nạp cát, nếu không có đạo lý, món nợ này cũng có thể tính ở trên đầu của ông ta rồi. Loại khả năng này tuyệt đối không phải là không có, không phải là người nào cũng dám đi gây sự với đại quốc sư Ma Cưu. Bóp quả hồng mềm, nhà một ngụm ác khí lên đầu hoàng gia, tốt xấu cũng coi như là một lời nhắn nhủ. Chính bởi mang loại tâm lý này cho nên Hoàng Thanh Vân dùng lễ tiết cao nhất đối với cha cao chương 470, tính tình nóng nảy, 2. Hoàng gia tọa lạc ở khu nhà giàu cao cấp nhất, ngày bình thường ít có người không liên quan ở vùng này qua lại. Nhưng mà hiện tại ban ngày ban mặt bày ra một cuộc diễu hành lớn như thế vẫn hấp dẫn không ít người chú ý, mọi người đứng cách từ rất xa xem náo nhiệt, thỉnh thoảng giơ tay chỉ trỏ. Địa vị hàng đầu sư ở nước Đan Mạn tất nhiên cực cao, nhưng Hoàng gia bày ra cuộc diễu hành lớn như vậy nghênh đón hàng đầu sư, thực sự mới là lần đầu. Cần phải biết hoàng gia là gia tộc người hoa đệ nhất ở thành Lạc Già, trước kia tiếp đãi không ít khách quý, thậm chí nguyên thủ nước Đan Mạn thị sát thành Lạc Già cũng ngủ lại ở hoàng phủ. Những lần kia, hoàng gia cũng tiến hành những lễ tiết như là hôm nay vậy. Một vài người có tầm nhìn xa, lập tức trở nên u buồn. Sự vật khác thường vì cái gì? Hoàng gia lễ kính như thế với vài vị hàng đầu sư, không hề nghi ngờ việc muốn khai chiến mọi mặt với Phạm gia hai gia tộc đầu sỏ lớn người Hoa đấu nhau trận này không biết sẽ liên lụy bao nhiêu người gặp họa. Đối với tất cả những thứ ở đây cha cao cho là đương nhiên, dưới sự đi cùng của Nguyên Thành Tử và Hoàng Thanh Vân ngẩng đầu ưỡn ngực, bước vào tòa nhà lớn của Hoàng gia. Việc ồn ào nghênh đón ở phòng khách cuối cùng lắng xuống, mọi người đã có thể ngồi xuống nói chuyện nghiêm chỉnh. Cha Cao cũng không khách khí bưng trà sữa lên uống một ngụm, lớn tiếng nói. Hoàng tiên sinh, chúng ta phụng mệnh giáo chủ mà đến ông nói rõ chi tiết tình huống lúc đó cho chúng tôi nghe, Duy Đa rốt cuộc là chết như thế nào. Hàng đầu sư, phái nạp cát, chúng ta không ngờ bị người hại chết, giáo chủ rất tức giận. Người này vóc dáng gầy yếu nhưng giọng lại to, nói ra mấy câu màng nhĩ mọi người đều vang lên những tiếng ong ong. Với địa vị nhất quán trong giới hàng đầu nước đan mạn của phái nạp cát, những lời này của cha cao có thể coi là không quá cuồng vọng. Vâng, đại hàng đầu sư cha cao. Hoàng Thanh Vân trả lời không dám chậm trễ, ngay sau đó lập tức một hơi giải thích rõ ràng tình hình phát sinh với cha cao. Hoàng Tiên Sinh, nói như vậy, lúc ấy Duy Đa đều đem linh sủng bổn mạng và pháp thể ra dùng cả rồi hả? Nhưng vẫn là đánh không lại người ta, linh sủng bổn mạng bị gợi yêu ta tại chỗ, lúc này mới bị gợi yêu ta hại sao? Cha cao nhớn mày hỏi. Hàng đầu sư đấu đá ngầm với người khác, đem linh sủng bổn mạng và pháp thể thể hiện ngay trước mặt người ngoài đồng thời như vậy, đây tuyệt đối là vui đùa liều mạng rồi. Là như vậy, tuy nhiên, đại hàng đầu sư cha cao, tôi không biết cái gì là linh sủng bổn mạng. Tôi chỉ thấy một con rắn lớn có màu đen trắng giao nhau. Hoàng Thanh Vân giọng điệu châm trước, rất cẩn thận nói. Vậy thì phải rồi. Cha Cao rất bực mình vung tay lên nói. Rắn là linh sủng bổn mạng mà rất nhiều hàng đầu sư thích lựa chọn nhất. Nước đan mạn là nước nhiệt đới, đại dương xâm nhập sâu vào đất liền, điều kiện khô nóng ẩm ướt thích hợp nhất cho các loại rắn sinh trưởng. Chủng loại rắn của nước Đan Mạn nhiều, không phải loại động vật hiếm có. Lấy rắn làm linh sủng bổn mạng chẳng những có rất nhiều chủng loại khác nhau để lựa chọn, tốc độ bồi dưỡng cũng rất nhanh. Sư thúc, cháu thấy tình hình đã rất rõ ràng, chính là phái bất cổ, hạ độc thủ. Tại thành lạc gia, ngoại trừ người, phái bất cổ, các hàng đầu sư khác cũng không dám tùy tiện ra tay đối với người, phái nạp cát chúng ta. Thái vạn ngồi một bên lập tức nói với vẻ mặt đầy sát khí. Thái vạn nói cũng không phải là không có lý, các phái hàng đầu xưa ở thành lạc già không ít nhưng thực sự có gan và trở mặt với, phái nạp cát thật đúng là không nhiều lắm. Phái bất cổ, có khả năng đáng bị nghi ngờ nhất. Phạm Anh chính là đệ tử của Zino. Còn ngươi, ngươi thấy thế nào? Cha cao chuyển sang một vị sư chất khác là Minh lại hỏi. Minh lại lập tức nói. Sư thúc, cháu cùng cách nhìn với sư huynh thái vạn việc này tuyệt đối có liên quan đến phạm anh tốt lắm vậy chúng ta sẽ gởi yêu ta ít đến cửa đem phạm anh này ra xử lý cha cao vỗ bàn mạnh một cái nóng nảy nói lời vừa nói ra ngoại trừ thái vạn và minh lại những người khác nhất thời ngơ ngác nhìn nhau đây không phải là quá bốc lửa sao cuộc nói chuyện vẫn chưa xong ngay lập tức đã muốn đánh người rồi này cha cao đại sư cái này có phải nên thương lượng một chút hay không hoàng thanh vân hơi cây ếch ta ép sợ một lúc sau mới hồi phục lại tinh thần thử nói thăm dò thương lượng có cái gì để thương lượng thương lượng cùng ai thương lượng với ngươi ngươi có thể giúp được việc gì hoàng thanh vân nói còn chưa dứt lời cha cao liền quay đầu nhìn thẳng ông ta miệng nói bắn ra liên hồi giọng điệu sung vô cùng quả thực coi vị đứng đầu người hoa địa phương này giống như một đứa trẻ để gian dạy Hoàng Thanh Vân nhất thời ấp úng nói không ra lời. Nguyên Thành từ hai hàng lông mày nhíu chặt, vuốt dâu nói. Cha Cao Tiên sinh, đối phương cũng không chỉ có một mình Phạm Anh. Theo chúng ta biết, sư phụ của Phạm Anh là Gino cũng ở tại Phạm Phủ. Vậy thì đã làm sao? Nguyên Thành đạo trưởng, nói thật với ông, bất kể là Phạm Anh hay là Gino, dám gợi yêu ta đa, phái nạp cát, chúng ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ đó chúng ta cũng không sợ phiền phức sống như ngọc dương quan các ông đâu cha cao cười lạnh một tiếng khinh thường nói ha ha tốt lắm ta sẽ ở đây ngồi chờ cha cao tiên sinh toàn thắng nguyên thành tử không khỏi giận dữ lạnh lùng nói cũng không tiếp tục ngăn trở nữa ngay sau đó tiêu phàm liền tận mắt thấy được thủ đoạn của hàng đầu sư phái nạp cát cha cao nhìn nguyên thành tử lạnh lùng cười không nói hai lời dẫn theo thái vạn minh lại đi ra cửa lên chiếc Rolls Royce chạy thẳng đến Phạm Phủ. Mặt trời chiều ngả về phía tây, sắc trời muộn tràn ngập ánh tà dương, toàn bộ kiến trúc ở Phạm Phủ khoác lên mình một tầng ánh sáng màu đỏ rực. Tiêu phàm hơi ngơ ngẩn một chút, hàng đầu sư nước đan mạn thật, kiêu ngạo, như thế sao, bất chấp tất cả liền gờ yêu ta ít người trả thù. Thành lạc già còn có vương pháp không? Nguyên thành tử dường như nhìn ra nghi ngờ của tiêu phàm, liền lắc đầu nói. Tiêu chân nhân, Hàng đầu sư ở nước Đan Mạn thậm chí ở toàn bộ Nam Dương đều là nghề nghiệp cực kỳ đặc biệt, pháp luật và quy tắc thông thường đối với bọn họ không có tác dụng. Cảnh sát nước Đan Mạn dính đến vụ án liên quan hàng đầu thuật bình thường cũng không hỏi nữa. Cho dù đã lập thành án cũng không có hiệu lực, cho tới cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Hai hàng lông mày Tiêu Phàm hơi nhíu lại, nói: "Nếu như vậy, nếu đa số hàng đầu sư liên kết lại há chẳng phải có thể cưỡng ép toàn bộ quốc gia hay sao?" Lúc này đến lượt Nguyên Thành Tử sửng sốt, ông ta thật đúng là chưa suy nghĩ vấn đề này, một lúc sau mới cười khổ nói. Nếu thật là như vậy, bọn họ quả thật có thể cưỡng ép toàn bộ quốc gia, thật giống như những quốc gia chính giáo hợp nhất ở khu vực Tây Á. Tuy nhiên chuyện như vậy trên thực tế là sẽ khó xảy ra. Mấy phái hàng đầu sư đan mạn không lệ thuộc lẫn nhau. Cho dù là đại quốc sư cũng không có đủ khả năng thống nhất toàn bộ các phái này. Nói thí dụ như Tô Nam, ông ấy có lẽ sẽ không trực tiếp đánh nhau với ma cưu tranh đoạt vị trí đệ nhất hàng đầu sư, nhưng bắt ông ấy phải phục tùng sự điều khiển của ma cưu là điều không thể. Tiêu phàm khẽ mỉm cười gật đầu. Điểm này chỉ cần nhìn thái độ của cha cao có thể nhìn ra được. Biết rõ Phạm Anh là đệ tử của Gino mà Gino là đệ tử của Ma Cưu, vậy mà mấy vị này vẫn không chút do so dự liền muốn đến cửa để gỡ yêu ta có thể thấy được phái nạp cát không hề có chút thần phục hay sợ hãi đối với phái bất cổ các trường phái hàng đầu sư khác đại thể hẳn là là cũng mang thái độ như vậy thế giới của hàng đầu sư là một thế giới cực độ sùng bái thực lực cá nhân mỗi vị đại hàng đầu sư thành công đều có sự kiên trì của mình mà cưu có lẽ là hàng đầu sư trời phú kiệt xuất nhất thời đại này các hàng đầu sư khác thừa nhận ông ta là đệ nhất nhưng lại tuyệt đối không thừa nhận cả phái bất cổ là đệ nhất Cronroy rất nhanh lái đến cách không xa phía ngoài cửa lớn phạm phủ két một tiếng ngừng lại đám người nguyên thành tử, tiêu phàm, Hoàng Thanh Vân thì ngồi một chiếc minibus lớn hơn, dừng lại chỗ cách xa hơn một chút, Hoàng Thanh Vân sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh nhễ nhại nhỏ xuống. Hai mắt gắt gao nhìn thẳng chiếc xe Rolls Royce, xem chừng Hoàng Thanh Vân thật sự hối hận, thấy không nên phái xe của mình đi đón đám người cha cao, hiện giờ chiếc xe Rolls Royce trói mắt cứ như vậy đứng ở trước cửa nhà Phạm Anh, mặc kệ kết quả trận chiến này như thế nào, mình và toàn bộ Hoàng gia đều cũng khó có thể thoát thân ra ngoài. Phạm Anh không có gì đáng kể. Thậm chí nếu có cả đại hàng đầu sư Tô Nam làm chỗ dựa mà nói, Gino cũng không đủ sợ, nhưng đại quốc sư Ma Cưu. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này thôi, ra đầu Hoàng Thanh Vân ngứa ran, cả người rét run. Audio điện tử võ tấn bền chương 471, Thảm bại Nguyên Thành Tử liếc nhìn ông ta một cái lạnh lùng nói Thanh Vân, việc đã đến nước này, sợ cũng vô dụng, suối đầu là một đao, rụt đầu vẫn là một đao. Vừa nói vừa quan sát phản ứng của tiêu phàm. Tâm tư của tiêu phàm căn bản vốn không có ở đây, mà chăm chú nhìn thẳng chiếc xe Rolls Royce. Kiến thức rộng rãi như tiêu chân nhân vẫn là lần đầu tận mắt nhìn thấy hàng đầu sư đấu pháp. Trời chiều dần dần buông xuống phía tây, bọn cha cao hùng hổ khi xuất phát, tới nơi rồi lại không lập tức ra tay, dường như đang chờ đợi thời cơ. Đối với điều này, tiêu phàm ngược lại rất hiểu cha cao chỉ là tính tình nóng nảy mà thôi chứ không phải đồ ngốc. Một tên ngốc béo núc ních tuyệt đối không thể trở thành hàng đầu sư có tiêu chuẩn nhất định. Biết rõ bên kia có đại hàng đầu sư chấn giữ đương nhiên sẽ không gấp gáp ra tay. Cha Cao là sư thúc của Thái Vạn và Minh Lại, đoán chừng địa vị ở, phái nạp gát cũng không thấp, hẳn là có thể đưa vào hàng ngũ đại hàng đầu sư. Theo thời gian dần trôi, chiếc Rolls Royce dần dần bị lực lượng thần bí nào đó bao phủ, tiêu phạm âm thầm sử dụng sức mạnh thần niệm, Kết quả đã bị ngăn lại không chút khách khí bên ngoài xe Rolls-Royce chừng 1 mét. Đương nhiên, nếu tăng mạnh lực thần niệm, đối với loại trình độ ngăn trở này, Tiêu Phàm vẫn nắm chắc có thể đột phá. Chỉ có điều Tiêu Phàm cũng không làm như vậy. Bất kể nói thế nào, cha cao hiện tại cũng có thể nói là người một nhà đang khiêu chiến với Phạm Anh và Gino, tại thời khắc mấu chốt này, hiển nhiên không tiện đi quấy rối công tác chuẩn bị của bọn họ. Lại nhìn tòa nhà Phạm gia to lớn phía bên kia, dường như vẫn là một mảnh yên ắng không có chút không khí khẩn trương nào của cuộc đại chiến sắp diễn ra giống như chưa hề phát hiện đối với sự tồn tại của cha cao nhưng tiêu phàm hiểu điều này cũng chỉ là biểu tượng mà thôi dùng lực thần niệm để thăm dò tuy nhiên thăm dò đến bên trong biệt thự lớn khoảng được mấy mét đã bị một lực lượng thần bí ngăn cản không thể tiếp tục xâm nhập trên cảm giác đó là tác dụng do lực pháp trận nào đó mang lại có sự khác biệt so với pháp trận mà trước đây tiêu phàm từng tiếp xúc Cụ thể rốt cuộc khác nhau cái gì, chỉ dựa vào một chút cảm giác mơ hồ này cũng khó có thể phân biệt được rõ ràng. Xem ra hàng đầu thuật này quả nhiên đáng để nghiên cứu kỹ lưỡng một phen. Sắc trời càng ngày càng mờ, ánh nắng đã dịu hơn phân nửa. Vào lúc này, chiếc Rolls Royce bỗng nhiên chuyển động. Cửa sổ ở mái nhà mở ra, con hắc điều đàn mạn rất to kia bay vút lên cao, phát ra tiếng kêu chói tai, đôi cánh phát ra những tiếng phẩm phập, giống như đám mây đen, hướng về trời chiều đang bao phủ xuống biệt thự của Phạm Gia, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, hai con rắn cũng bỗng nhiên chui ra từ trong xe Rolls Royce, trườn rất nhanh về phía cửa lớn khép hờ của biệt thự Phạm Gia. Hai con rắn này ngoại hình rất khác biệt, bên trái là con rắn cực lớn, màu sắc rực rỡ dài khoảng chừng hơn 2 mét, lưỡi rắn thẻ ra nuốt vào, phát ra những tiếng phì phì. May mà người đi đường gần đấy phát hiện đã sớm tránh xa được, không ai tới gần nơi này bằng không sẽ bị con rắn lớn như vậy dọa cho đến ngất. Bên phải lại là một con rắn nhỏ, màu xanh mét, dài không đầy hai thước, nhiều màu rực rỡ chạy song song với con rắn lớn kia. người nào nhãn lực kém chút chỉ sợ sẽ bỏ qua nó. nhưng mà trên đầu con rắn nhỏ này lại mọc ra một cái màu đỏ tươi, diễm lệ vô cùng. tốc độ hai con rắn độc đương nhiên kém so với hắc điêu nhưng tuyệt đối không chậm. chẳng mấy chốc, hai con rắn đã trườn vào trong phạm gia theo cánh cửa khép hờ, không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, cha Cao, Thái Vạn và Minh lại từ trong xe Rolls Royce đi xuống, ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, hai tay bấm bí quyết, miệng lẩm bẩm, rõ ràng đang sử dụng linh sủng bổn mạng của bọn họ công kích kẻ thù. Xung quanh bên người ba người họ, xuất hiện một vòng sức mạnh thần bí, cách biệt với tất cả sự thăm dò của sức mạnh thần niệm. Lần này, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được đây là lực cấm chế. Chẳng qua pháp môn mà họ vận dụng, có khác biệt so với cấm chế của vô cực môn, mắt thấy cha cao rốt cục ra tay hoàng thanh vân vẫn tâm tư lo được lo mất bỗng nhiên chấn định lại dứt khoát xuống khỏi xe ngẩng đầu nhìn phía đại viện của phạm gia trên mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng nóng lòng dù sao cũng không ngăn cản được vậy thì hy vọng cha cao có thể thắng lợi mặc kệ kết quả trận chiến này cuối cùng thế nào chỉ cần có thể xử lý phạm anh trước coi như là tiêu tan mối hận trong lòng của ông ta cho dù cuối cùng đại quốc sư ma cưu tự thân xuất mã báo thù cho đồ đệ Hoàng Thanh Vân lão chết không có chỗ chôn cũng không tính là quá thiệt. Đáng tiếc không như mong muốn. 15 phút đồng hồ qua đi, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh từ tòa nhà lớn của Phạm gia bên kia phóng lên cao, hai cánh vỗ mạnh, tiếng kêu chói tai đâm vào màng nhĩ người ta, đúng là con hắc điêu đan mạn cha cao nuôi dưỡng. Đoàn người còn chưa hiểu ý vị này như thế nào, chỉ nghe tiếng kêu to đột nhiên dừng lại, giữa không chung, cổ hắc điêu tách ra từ giữa, đầu lao thẳng xuống đất, máu tươi phun điên cuồng. Ngay sau đó, thân hắc điêu cực lớn giống như khối sắt từ không trung rơi thẳng. Cha cao đang khoanh chân, sắc mặt lập tức biến thành màu trắng bệch, ngay cả môi cũng không có một chút màu máu. Cùng lúc đó, con rắn lớn màu sắc rực rỡ và con rắn nhỏ xanh mét có màu gà cũng bỏ ra từ tòa nhà của Phạm gia. Con rắn lớn nhiều màu oai vệ như du long ở giữa không trung xẹt qua một đường cong uyển chuyển, giống như có một thanh dao vô hình sắc bén, đâm vào giữa thân thể của nó, bắt đầu từ cái đầu, thẳng đến cái đuôi, một mổ làm hai, biến thành hai mảnh vô cùng đều nhau, xoạch, một tiếng, quẳng thẳng ở trước người Thái Vạn. Sắc mặt của Thái Vạn lập tức trắng bệch ra, gắt cao nhìn thẳng con rắn nhiều màu bị chia làm hai mảnh, tất cả trong mắt đều là một vẻ tuyệt vọng. Con rắn nhỏ xanh mét có màu, nhìn qua thì hoàn chỉnh nhất, cứ như vậy bò thẳng đến trước mặt Minh lại, không có biến hóa gì khác. Nhưng sắc mặt của Minh lại không khác gì cha Cao và Thái Vạn, trong giây lát liền biến thành màu cho tàn tuyệt vọng. Đi mau! Ngay sau đó, cha cao nhảy dựng lên, vô cùng nhanh chóng chui vào xe Rolls Royce, gào lên thảm thiết. Động tác của Thái Vạn và Minh lại so với cha cao chậm hơn một chút nhưng cũng cực kỳ nhanh tiến vào xe Rolls Royce. Dựa theo chỉ bảo của cha cao, lái xe vẫn luôn nổ máy, mắt thấy ba gã hàng đầu sư lên xe, ngay lập tức nhấn ga, chiếc Rolls Royce lập tức nhanh như bay chạy về phía Hoàng Phủ. Nhưng mà chưa chạy được 500 mét, chiếc Rolls Royce liền ngừng lại gấp, lập tức, chỉ thấy lái xe phi xuống, hai tay múa may, miệng phát ra những tiếng kêu to như bị bệnh tâm thần, chạy về phía trước, thần tình trên mặt giống như ban ngày thấy ma. Máu tươi màu đỏ sậm chảy ra từ trong chiếc rôn roi đỗ ở ngay giữa đường. Bóng người chấp liên tục, tiêu phàm, cơ khinh xa, nguyên thành tử lần lượt tới bên cạnh xe rôn roi nhìn vào bên trong. Chỉ nhìn thoáng qua, cơ khinh xa liền lập tức xoay người lại, che miệng, ngồi xổm xuống, đem hết toàn lực mới có thể nhịn được cảm giác muốn nôn mửa dù là thấy nhiều biết rộng như tiêu phàm và nguyên thành tử cũng không thể không nhíu chặt mày. Trong xe Rolls Royce, thân thể cha cao đã biến thành hai đoạn, từ phần cổ một trẻ làm đôi, giống như thương tích do lưỡi đao sắc bén gây nên, máu tươi ủng ục từ chỗ đó trào ra, mà thái vạn thảm hại hơn, từ đầu đến chân mở ra thành hai mảnh, kết cục giống nhau như đúc với con rắn nhiều màu y nuôi. Nội tạng máu tươi tung tóe khắp nơi. Chỉ có Minh lại nhìn qua là, vẹn toàn không tổn hao gì, nằm sấp trong vũng máu, sớm đã không còn chút khí tức sinh mệnh. ba gã hàng đầu sư phái nạp cát không ngờ trong khoảnh khắc đều bỏ mạng tại đây. nhìn thi thể ba người cha cao thái vạn minh lại vô cùng thê thảm sắc mặt tô nam xanh mét một câu cũng không nói. ba ngày sau đó tiêu phàm mới nhìn thấy vị giáo chủ trong truyền thuyết phái nạp cát đại hàng đầu sư số một nước đan mạn nước đan mạn thậm chí là toàn bộ nam dương hàng đầu sư có tên tuổi nhất đương nhiên là ma cưu nhưng hàng đầu sư thần bí nhất cũng không phải vị đại quốc sư tiếng tăm lừng lẫy kia mà là Tô Nam. Sau khi ba gã hàng đầu sư là Cha Cao, Thái Vạn, Minh lại bị mất mạng, tất cả đều trở nên trời yên biển lặng, không có bất kỳ cảnh sát nào tới hỏi đến thảm án phát sinh bên đường. Gino và Phạm Anh bên kia cũng không có chút động tĩnh nào, dường như chuyện này căn bản chưa từng phát sinh. Tên lái xe Rolls-Royce chịu ký bản quyền tê ý bản quyền quá độ mà nổi điên bị lén đưa vào bệnh viện tâm thần giam giữ ở trong phòng bệnh nghiêm mật nhất, ngoại trừ thầy thuốc chỉ định đặc biệt không có bất kỳ người nào có thể tiếp xúc với anh ta. Nhưng đám người tiêu phàm đều hiểu được sự việc đến bước này, Tô Nam không thể không ra mặt. Bằng không, thanh danh giới hàng đầu, phái nạp cát, ở nước Đan Mạn sẽ trực tiếp rơi xuống đáy cốc. chương 472, Giáo chủ nạp cát. Mấy ngày này, sự việc có liên quan đến Tô Nam, Nguyên Thành Tử đều tiến hành kể lại vô cùng tỉ mỉ với tiêu phàm. Mười mấy năm trước, Tô Nam thay thế cho lão giáo chủ, chính thức đứng đầu, phái nạp cát lúc ấy sau khi tin tức này truyền ra ngoài thì rất nhiều hàng đầu sư mở miệng liền hỏi tô nam là ai gần như không ai đã nghe nói đến tên của tô nam cho dù là bên trong phái nạp cát những đệ tử thực sự gặp qua tô nam cũng rất ít tô nam đặc biệt khiêm tốn gần như chưa bao giờ lộ diện công khai ở hết thảy các trường hợp trong truyền thuyết ông ta là một vị chi sĩ khổ tu nhưng lão giáo chủ cố tình chọn một người như vậy tiếp quản phái nạp cát Lão giáo chủ không phải sư phụ của Tô Nam mà là sư huynh của Tô Nam, đại đệ tử đích truyền của đại quốc sư tiền nhiệm nước Đan Mạn. Theo lão giáo chủ nói thì Tô Nam mới là người sư phụ chỉ định chọn làm giáo chủ kế nhiệm, chỉ là bởi vì khi đó Tô Nam đang bế quan khổ tu hàng đầu thuật lợi hại nào đó, vị trí giáo chủ mới tạm thời do sư huynh đảm nhiệm. Hiện giờ Tô Nam luyện công viên mãn, vị trí giáo chủ này đương nhiên phải giao cho chính chủ. Phái Nạp Cát có rất nhiều hàng đầu sư đều không phục Tô Nam. Nói thì cũng khó trách, người này tất cả mọi người đều chưa từng gặp qua, chỉ mới nghe nói có một vị đồng môn như vậy tồn tại, bỗng nhiên lúc đó liền biến thành giáo chủ, mọi người phải cúi đầu ở trước mặt ông ta nghe lệnh thật sự hơi quá đáng. Thế giới của hàng đầu sư căn bản chính là người mạnh là vua, bất kể là di mệnh của đại quốc sư tiền nhiệm hay là sự chỉ định của lão giáo chủ đều không có tác dụng, Tô Nam phải thể hiện được bản lĩnh thật sự của mình. Tô Nam kia rốt cuộc có bản lĩnh thật sự gì? thời điểm nghe Nguyên Thành Tử kể lại, cơ khinh xa đang ngồi không kìm nổi mở miệng hỏi. Nói thật, ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết hai chuyện. Hai chuyện gì? Chuyện thứ nhất là vài chục năm trôi qua rồi, Tô Nam vẫn là giáo chủ, phái nạp cát mà không có bất kỳ người nào lay động vị trí này. Chuyện thứ hai, hễ là khiêu khích hàng đầu sư, phái nạp cát sẽ không còn con đường sống. Nguyên Thành Tử chỉ nói đơn giản. Cơ khinh xa và tiêu phàm liền liếc nhau một cái ở thế giới người mạnh làm vua này, hai chuyện đó đủ để giải thích rõ tất cả. Thế cho nên có nghe đồn nói sau khi đại quốc sư ma cưu thoái vị, Tô Nam có khả năng được hoàng thất nước đan mạn sắc phong làm đại quốc sư mới. Tuy nhiên ấn tượng đầu tiên của tiêu phàm đối với vị đại hàng đầu sư Tô Nam này rất tốt. Tô Nam mặc dù cũng có một số đặc điểm bên ngoài của dân bản địa nhưng dường như không phải là người dân bản địa thuần túy, mang theo tính khí dân bản địa rất ít mà là nhã nhặn nho nhã, dường như là một vị chi sĩ huyên bác, Đối nhân xử thế nho nhã lễ độ đến mức có rất ít người có thể đoán được, ông ta lại là một vị đại hàng đầu sư. So với sư đệ cha cao của ông ta mà nói, lại càng khác hẳn, làm cho người ta khó mà tin được bọn họ là sư huynh đệ đồng môn. Chỉ có điều thực lực phô bày của tổ trưởng cao trong quá trình đánh nhau cùng Gino, khiến trong lòng Tiêu Phàm có hoài nghi cha cao và Tô Nam có khả năng không phải cùng một sư phụ. Đại quốc sư tiền nhiệm tự mình dạy dỗ đệ tử, thực lực hẳn là không đến mức yếu như vậy mới đúng ba người liên kết mà mới một lát đã bị Dino tiêu diệt hoàn toàn. Nếu cha Cao là đệ tử một vị sư thúc nào đó của Tô Nam, theo thứ tự là sư đệ là phải rồi. Thứ tự sư huynh đệ kiểu này, việc thực lực kém cách biệt một trời một vực cũng không hiếm thấy. Nhưng cho dù Tô Nam nhã nhận như thế nào thì nhìn thấy thi thể đám sư đệ bọn họ vẫn không kìm nổi tức giận bộc phát bừng bừng, vẻ mặt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hoàng tiên sinh, thi thể của Duy Đa ở đâu? một lúc lâu sau tô nam ngẩng đầu nhìn phía hoàng thanh vân trầm giọng hỏi việc này tô nam giáo chủ duy đa tiên sinh không có để lại di thể hoàng thanh vân giật mình kinh hãi lắp bắp nói hai hàng lông mày tô nam nhướng mạnh lên trong mắt trở nên bóng loáng hoàng thanh vân sợ tới mức cả người run lên vội vàng lắp bắp giải thích tô nam giáo chủ là như vậy lúc ấy lúc ấy cả người duy đa tiên sinh đều hóa thành một màn xương máu cũng giống như con rắn kia Nói tới đây, trên mặt Hoàng Thanh Vân hiện lên một chút ý sợ hãi rõ rệt, khóe miệng không ngừng co giật, cho thấy tình hình lúc đó khiến ông ta hoảng sợ nhường nào. Sau khi tận mắt nhìn thấy sự việc khủng gây yêu ta ép như vậy, Hoàng Thanh Vân vẫn không bị điên có thể thấy thần kinh cực kỳ kiên cường. Huyết phố hàng, cặp mắt của Tô Nam chợt thu hẹp, miệng thì thào nói nhỏ một tiếng. Nguyên thành tử hoảng sợ không kìm nổi nói. Tô Nam giáo chủ, ý giáo chủ nói là Zino đã luyện thành huyết phố hàng. Cái gọi là huyết phú hàng chính là một loại huyết hàng thuật cực kỳ cao minh, nghe nói phải luyện thành, sức mạnh nguyên huyết mới có thể luyện đến huyết phú hàng. Rất nhiều hàng đầu sư luyện tập huyết hàng thuật, đến tận cuối đời cũng chưa chắc có thể luyện thành sức mạnh nguyên huyết. Tô Nam gật đầu nói, theo Hoàng Tiên Sinh miêu tả sự tình, phải là huyết hàng thuật khác, huyết phú hàng không có uy lực như vậy. Về phần có phải Gino ra tay hay không, hiện tại tôi cũng không thể xác định. Nguyên Thành Tử khẽ vuốt cầm. Thật ra rốt cuộc ai là hung thủ Giota Etsuida, trong lòng Tô Nam khẳng định đã có kết luận rõ ràng, chỉ có điều không muốn nói ra trước mặt mọi người mà thôi. Đủ thấy tính cách người này rất chi trầm ổn, dù sao ở thành lạc già này, thế lực phái bất cổ cũng vô cùng lớn. Dù là như thế, Tô Nam cũng là một mình đến mà không mang theo bất cứ người nào giúp đỡ. Như vậy có thể thấy được vị giáo chủ khiêm tốn, phái nạp cát này tự kiêu đối với thực lực của chính mình. Hoàng Thanh Vân lấy từ trong túi ra một chuỗi hạt châu đen xì, hai tay đưa ra để Tô Nam nhìn, hạ giọng nói. Tô Nam giáo chủ, đây là, di si vật duy đa tiên sinh để lại, hiện trường chỉ tìm được chuỗi hạt này. Chuỗi hạt này nhìn qua đen nhánh, dường như được khắc thành từ một loại gỗ nào đó, nhìn không bắt mắt lắm. Tiêu phàm cảm nhận được hết sức rõ ràng lực cấm chế dao động trên hạt châu. Bề ngoài chuỗi hạt châu bình thường, kỳ thực là một món pháp khí rất tốt bị chi sĩ thêm vào quá nhiều pháp lực. Khí tức dao động của cấm chế này không có gì khác biệt với khí tức của Tô Nam, chuỗi hạt này hẳn là Tô Nam ban cho Duy Đa dùng để hộ thân. Chỉ tiếc hạt châu dù sao cũng là vật chết, đối thủ quá mạnh mẽ, hạt châu cũng không thể giữ được bình an cho Duy Đa. Tô Nam giơ tay chậm rãi vuốt ve ô châu, ngón tay không kìm nổi nhẹ run rẩy, trong mắt hiện lên một chút vẻ thương tâm sâu sắc. Tiêu Phàm nhẹ giọng nói: "Tô Nam giáo chủ, người chết không thể sống lại, xin bớt đau buồn. Anh nhà bị thương nặng, tất cả mọi người đều rất đau buồn. Ánh mắt của Tô Nam lập tức giống như mũi đao hủy diệt quét qua, một luồng sát cơ mãnh liệt, cả kinh đến mức Hoàng Thanh Vân và cha con Hoàng Cao Huy lùi lại vài bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Làm sao người biết Duy Đa là con ta? Tô Nam trầm giọng hỏi, thanh âm trở nên vô cùng khàn khàn, trong mắt sát khí kinh người, dường như một lời không hợp ý sẽ ra tay với tiêu phàm. Thời điểm ông ta đến Hoàng Phủ, Nguyên Thành Tử cũng giới thiệu qua về ông ta với Tiêu Phàm, nói là đến từ một đạo môn đến từ Hoa Hạ, tu vi cao thâm. Tô Nam vội vã xem thi thể đám người cha cao, cũng không để ý nhiều lắm đến vị thanh niên trẻ tuổi ngoại quốc điềm đạm nho nhã này. Ai ngờ Tiêu Phàm lại hoàn toàn nói ra bí mật của ông ta. Đối mặt với sát cơ của Tô Nam, Tiêu Phàm điềm tĩnh tự nhiên, thần sắc không thay đổi chút nào, thản nhiên nói: "Tô Nam giáo chủ, khí tức trên chuỗi chân châu này và giống của ông như thế, duy đa tiên sinh rõ ràng chính là huyết mạch của ông hơn nữa tiêu phàm vừa thấy tô nam lập tức liền nhìn ra tướng mạo ông ta là kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh là máu là thịt của ông ta trên người duy đa chẳng qua lời nói này tiêu phàm liền khó mà nói ra đến miệng rất không có phúc bất kể tô nam có phải đại hàng đầu sư hay không sự đau buồn của kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh khẳng định cũng không khác người bình thường nguyên thành tử liền liếc mắt nhìn hoàng thanh vân một cái Hoàng Thanh Vân lập tức lắc đầu, tỏ vẻ chuyện này tuyệt đối không phải mình nói cho tiêu phàm. Về phần tiêu phàm có phải thật sự dựa vào một chuỗi hạt chân châu có thể đoán được Tô Nam và Duy Đa đích thực có quan hệ cha con, thì Hoàng Thanh Vân không dám khẳng định. Thế giới thuật sư cũng không phải ông ta có khả năng muốn hiểu là hiểu được. Nguyên Thành tử vội vàng nói với Tô Nam. Tô Nam giáo chủ, tiêu chân nhân là người đồng đạo, thuật pháp cao sâu vô cùng. Là bằng hữu của chúng ta. Bằng hữu, nói như vậy, nếu hiện tại ta đi yêu ta Etsino, tiêu tiên sinh sẽ giúp ta một tay. Sát khí lộ ra trên người Tô Nam không giảm chút nào, mắt cũng không nhìn Nguyên Thành Tử một chút, mà nhìn thẳng đe dọa tiêu phàm hỏi lạnh lùng. Tiêu phàm chậm rãi nói, nếu giáo chủ Tô Nam cho là cần thiết, tôi không ngại ra tay. Được, tốt lắm. Tô Nam lại yên lặng liếc mắt nhìn tiêu phàm một cái, khẽ gật đầu, cuồng bạo sát khí kia bỗng nhiên thu về, lập tức lại biến thành bộ dạng cũ trầm tính nhã nhặn. Hoàng tiên sinh, nhờ tiên sinh thu dọn một căn phòng, ta phải nghỉ ngơi một chút." Tô Nam lập tức quay đầu hướng Hoàng Thanh Vân nói rất khách khí. "A, à, dạ dạ, giáo chủ Tô Nam mời đi theo ta, phòng khách cũng đã sớm chuẩn bị xong, chỉ có điều quên một chút, kính xin giáo chủ không lấy làm phiền lòng." Hoàng Thanh Vân vừa nói vừa chỉ bảo Hoàng Cao Huy dẫn Tô Nam đi nghỉ ngơi. Tô Nam gật đầu ra hiệu với Nguyên Thành Tử và Tiêu Phàm đi theo Hoàng Cao Huy, bước đi trầm ổn thần thái bình tĩnh, nhìn không ra trong lòng của ông ta rốt cuộc nghĩ cái gì. Tiêu chân nhân, nhìn theo Tô Nam đang đi, Hoàng Thanh Vân lại gấp gáp gọi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười cười, nói, Hoàng tiên sinh, tôi cũng muốn nghỉ ngơi trước một chút, cáo từ. Nói xong cùng cơ khinh xa xoay người rời đi. Hoàng Thanh Vân và Nguyên Thành Tử liếc nhìn nhau với vẻ mặt đầy sầu lo. chương 473, Phân Thân. Tòa nhà của Hoàng Phủ khá lớn, biệt thự quá nhiều. Tô Nam một mình chiếm cứ một tòa biệt thự nhỏ, biệt thự này, ban đầu chính là chỗ ở của Duy Đa. Một chỗ sống một mình khá thanh tĩnh rất thích hợp người tu hành vào ở. Một mình Tô Nam vào ở biệt thự, tất cả tôi tớ Hoàng Phủ đều cách ngôi biệt thự kia rất xa, ai cũng không dám tới gần. Nhìn qua, Tô Nam là hàng đầu sư ôn hòa nhất, nhưng ôn hòa thế nào đi chăng nữa thì hàng đầu sư vẫn chính là hàng đầu sư, nhất là sau khi đã trải qua trận đại chiến vô cùng thê thảm ba ngày trước, mọi người trong hoàng phủ sớm bị cuộc đấu đá của hàng đầu sư làm sợ tới mức mất hết lòng dũng cảm tô nam là đại hàng đầu sư đứng đầu một phái thủ đoạn nhất định càng thêm khó lường ánh mặt trời dần xuống núi bốn phía biệt thự càng thêm yên tĩnh một gã nô bộc cả gan đi vào biệt thự nơm nấp lo sợ mời tô nam giáo chủ dùng bữa tối trong phòng không có lấy một tiếng động lão nô bộc trần trừ không biết nên đi hay nên ở ngay vào lúc này lão nô bộc chỉ cảm thấy một trận gió lạnh ủa đến Góc sáng của biệt thự dường như nổi một bóng người lơ lửng mơ mơ màng màng. Lão Bộc ngay tức khắc sợ tới mức mất hết lòng dũng cảm quát to một tiếng, vừa chạy vừa lăn vừa bò không dám dừng lại. Trong một gian phòng ngủ ở lầu 2 của biệt thự, Tô Nam im lặng ngồi xếp bằng chân trên mặt giường lớn thường dùng trong cung đình. Mức độ xa hoa của gian phòng ngủ này khiến người ta giật mình, bởi so với căn phòng đơn giản của hàng đầu sư bình thường khác nhau một trời một vực. Tô Nam vừa đi vào gian phòng ngủ này có thể cảm nhận được khí tức của Duy Đa. Không ngờ Duy Đa ở Hoàng Phủ được hưởng thụ đãi ngộ xa hoa như vậy, khó trách lên hàng đầu thuật, tiến cảnh thông thả. Đứa nhỏ này, trời phú thật sự bình thường, lúc trước không nên cho anh ta học hàng đầu thuật mà làm một người phàm trần bình thường có lẽ có thể sống được đến già. Mà làm hàng đầu sư, nhất là con của Tô Nam giáo chủ, phái nạp cát, một nơi mà cá lớn nuốt cá bé, kẻ thắng làm vua, cả đời Duy Đa nhất định là giữ nhiều lành ít trong tay Tô Nam chậm rãi vuốt ve viên châu sỏ vòng tay của Duy Đa còn sót lại, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một chút đau thương. Thời gian trôi dần qua, vẻ đau thương biến mất thay vào đó là vẻ mặt quyết định dứt khoát. Tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm. Ngay sau đó, trong phòng ngủ vốn ấm áp nổi lên từng trận gió lạnh quay cuồng, một bóng người mơ hồ hiện ra, vặn vẹo theo trận gió lạnh phiêu đáng, nhưng mặt người dần dần trở nên rõ ràng, tất cả có sáu cái bóng người, đều là tướng mạo thanh niên, trong đó ba cái bóng người có tướng mạo tương đối yếu đuối dáng người lồi lõm trong sáng rõ ràng đúng là nữ giới nếu không phải những bóng người này quá mức âm u lạnh lẽo theo gió phiêu lãng trong bóng tối không vặn vẹo người có mắt không tốt sẽ tưởng chúng cũng là người tô nam tay trái bấm quyết miệng không ngất lời chỉ bảo hai nam hai nữ hơi khom người về phía tô nam nhẹ nhàng bay đi cũng không thấy cửa phòng đóng mở bốn cái bóng người cứ như vậy xuyên tường mà ra không thấy bóng dáng hai cái bóng người khác thì xoay quanh một cái hóa thành từng làn khói đen tiêu tan vô hình tô nam thì nhắm hai mắt lại ngồi khoanh chân tiếp tục không gây ra một tiếng động ngôi biệt thự khác cách đó không xa phòng khách đèn đuốc sáng trưng tiêu phàm và cơ khinh xa ngồi ở một bên bàn cơm dùng bữa tối bữa tối là cơ khinh xa bảo tôi tới hoàng phủ đem nguyên liệu nấu ăn đưa đến tự mình xuống bếp làm rất đơn giản cũng rất thanh đạm mùi vị lại hết sức hấp dẫn dù là tiêu phàm đã tiến vào trạng thái bán tích cốc cũng ăn hết một bát cơm. Sau khi ăn xong, cơ khinh sa thu dọn sạch sẽ bàn ăn rồi cùng tiêu phàm đi đến phòng khách ngồi xuống ghế sofa, cơ khinh sa bắt đầu pha trà. Vị giáo chủ tô nam này dường như hơi không khớp so với giới thiệu của Nguyên Thành Tử. Cơ khinh sa một bên pha trà một bên nhẹ giọng nói. Theo lý, hiện tại bọn họ hẳn là chiến hữu bên trong một, chiến hào, đồng lòng đối phó bên ngoài, nhưng mà tô nam dường như cũng không có ý như vậy chẳng những nhìn như không thấy đối với tiêu phàm thái độ đối với nguyên thành tử cũng tương đối khá lãnh đạm không giống như cái mà nguyên thành tử gọi là lão bằng hữu cũng không biết trong lòng vị hàng đầu sư đệ nhất phái nạp gắt rốt cuộc suy nghĩ cái gì tiêu phàm cười rồi nói ông ta lo lắng đối với chúng ta là chuyện đương nhiên nếu đổi lại là tôi tôi cũng giống ông ta không thể hoàn toàn yên tâm được cơ khinh xa nhẹ nhàng cười khẽ gật đầu, lập tức nói. Bất quá ông ta chỉ có một mình nghênh ngang đến như vậy, ngay cả người trợ giúp cũng không mang theo, chẳng lẽ nghĩ cứ như vậy đi đối phó ma Cưu? Tiêu Phàm nói, trước mắt xem ra ông ta chỉ là muốn đối phó với Zino. Vậy thì sao, vậy thì khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau, Phạm Anh và Zino khác nhau cái gì, thì Zino và ma Cưu sẽ khác nhau cái đó. Tơ khinh xa ngẫm nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý suy nghĩ thật quá đúng một tiếng nói ra hiệu vang lên nguyên thành tử đã tới cửa biệt thự nghe ra được lão đạo sĩ này có chút lo âu sự tình phát triển đến hiện tại rõ ràng vượt ra khỏi mong muốn của nguyên thành tử lúc trước phái nạp cát lần lượt bị mất bốn mạng hàng đầu sư tô nam tự mình đến đại chiến với phái bất cổ hết sức căng thẳng ngọc dương quan bị kẹp bên trong hai phái lớn cũng chính là kẹp bên trong hai gã đại hàng đầu sư siêu cấp chỉ cần nghĩ qua cũng thấy chính là họa diệt môn trong lúc này tiêu phàm dường như là biến số duy nhất cũng là dơm dạ cuối cùng của nguyên thành tử nguyên thành chân nhân mời vào tiêu phàm khẽ cười nói thứ lỗi quấy dày tiêu chân nhân thanh tu nguyên thành tử cũng không khách khí bước vào đến cửa cơ khinh xa tự nhiên cười rồi nói nguyên thành chân nhân mời ngồi bên này uống chung chén trà được làm phiền cơ cô nương ngay từ đầu nguyên thành tử gọi cơ khinh xa vì cô làm cư sĩ hiện giờ nếu sửa miệng gọi tiêu phàm là chân nhân, cũng rất tự nhiên đổi tên cơ khinh xa là cơ cô nương, có vẻ thân mật hơn rất nhiều. Nguyên thành chân nhân dường như có tâm sự. Đợi nguyên thành tử ngồi xuống, tiêu phàm mỉm cười hỏi. Nguyên thành tử cười khổ một tiếng, nói. Con mắt tinh tường của tiêu chân nhân thật sáng như đuốc, cũng không cần bần đạo giải thích nhiều làm gì. Thế cục trước mắt này, mặt ngoài xem như yên ổn, nhưng thực tế đã đến bên bờ vực, chỉ cần nghĩ qua đã thấy chẳng những hoàng gia có họa diệt môn, cho dù Ngọc Dương Quan cũng sợ vạn kiếp không thoát thân được. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm không phủ nhận. Ngọc Dương Quan tuy rằng thực lực cũng không phải là nhỏ, là người hoa đứng đầu tôn giáo thành lạc già, nguyên thành tử thuật pháp cao thâm, trong các đồ tử đồ tôn cũng có người tài ba nhưng bất kể là so với, phái bất cổ, hay là so với, phái nạp cát mà nói, tranh lệch hết sức rõ ràng. Còn ruột tô nam chết trong tay Zino, đây là mối thù tới chết quyết không có thể giải hòa phái nạp cát, sẽ tuyên chiến cùng, phái bất cổ, hay không tạm thời không thể đoán được, nhưng Tô Nam chắc chắn sẽ không buông tha cho Gino. Hai con hổ tranh chấp, tất phải có một con tổn thương. Bây giờ mấu chốt ở chỗ Tô Nam và phái nạp cát đều không nắm chắc phần thắng. Nguyên thành tử hoàn toàn trấn áp phía bên Tô Nam, một khi Tô Nam bị thua, tình hình bên trong, phái nạp cát vững vàng chưa chắc sẽ toàn quân bị tiêu diệt, nhiều nhất chỉ là bản thân Tô Nam gặp nạn. Nguyên Thành Tử và Ngọc Dương Quan lại tuyệt đối sẽ không may mắn như vậy, cho dù Đại Quốc Sư Ma Cưu không dáng tội, Zino và Phạm Anh tất nhiên cũng sẽ không chịu buông tha cơ hội tốt ngàn năm có một này. Chỉ cần đánh cho Ngọc Dương Quan tàn phế, Hoàng gia không có chỗ sửa vững chắc, làm sao còn có thể chống đỡ được. Tự nhiên sẽ bị nhổ tận gốc, tiêu chân nhân, trong lòng ta vẫn có nghi vấn. Mời Nguyên Thành chân nhân cứ nói. Lần này ngươi đến thành lạc già rốt cuộc có mục đích gì? Nguyên thành tử nhìn thẳng hắn với ánh mắt sắc nhọn như đao. Lúc bắt đầu, Nguyên thành tử tưởng Tiêu Phàm thuần túy đến vì Phạm Nhạc. Thứ nhất, Phạm Nhạc có thể là bằng hữu của Tiêu Phàm. Thứ hai, nếu như có thể giúp Phạm Nhạc đoạt lại gia sản, như vậy lấy tài lực của Phạm gia, sau này thật ra có thể giúp đỡ cho Tiêu Phàm không ít, xem như hai bên cùng có lợi. Nhưng hiện tại sự nghi ngờ trong lòng Nguyên thành tử mỗi lúc một tăng, mơ hồ cảm thấy mục đích của Tiêu Phàm tuyệt đối không đơn giản như vậy nét tươi cười trên mặt tiêu phàm không hề hiện lên lẳng lặng nhìn nguyên thành tử nhẹ giọng nói ra ba chữ xích viêm thảo cái gì nguyên thành tử thiếu chút nữa nhảy dựng lên hai mắt bỗng nhiên trợn tròn ngươi ngươi tới vì xích viêm thảo tiêu phàm yên lặng gật đầu tiêu chân nhân ngươi không nói đùa với ta chứ tiêu phàm chậm rãi nói người yêu của ta bị trọng thương cần xích viêm thảo cứu mạng nghe được bốn chữ người yêu của ta hai hàng lông mày cơ khinh xa hơi nhướng lên giật mình. chương 474, Đồng Minh. Thật lâu sau khi kinh hoàng, Nguyên Thành Tử mới ha ha nói. Xích viêm thảo, quả thật có công hiệu cải tử hoàn sinh, nhưng tiêu chân nhân đâu phải muốn là có được. Trực tiếp đi trang viên của ma cưu xử lý ma cưu đại quốc sư. Nếu đây là biện pháp duy nhất thì tôi tính thử xem sao. Tiêu phàm bình tĩnh nói không có chút ý nôn nóng nào, Dường như đang kể một chuyện vô cùng đương nhiên theo lý lẽ thông thường. Nguyên Thành Tử lại cười khổ nói: "Tiêu chân nhân, xin thứ cho ta nói thẳng, chỉ sợ cho dù là chỉ thủy tổ sư cũng sẽ không mạo hiểm như vậy." Tiêu Phàm chậm rãi nói: "Hàng đầu thuật thật là đáng sợ nhưng những gì vô cực thừa hưởng không đơn giản như tưởng tượng bên ngoài." Cái này, Nguyên Thành Tử nhe răng không biết nên nói như thế nào nhưng thật ra trong lòng thở phào một hơi, dường như khối đá lớn nhất rốt cục rơi xuống đất nếu tiêu phàm thật sự đến vì xích viêm thảo hơn nữa là muốn nhất định phải có như vậy tiêu phàm chính là đồng minh đáng tin cậy nhất ít nhất ở trong chuyện đối phó ma cưu đại quốc sư có thể hoàn toàn tin tưởng tiêu phàm đối với nguyên thành tử mà nói tiêu phàm thật sự là một lợi thế lớn có tiêu phàm gia nhập liên minh ngọc dương quan và nguyên thành tử lão sẽ có đủ tư cách đàm phán với tô nam nếu như xung đột với phái bất cổ đã không thể tránh khỏi như vậy liên kết cùng Tô Nam và phái nạp cát là thế tất phải làm. Nhưng mà làm đồng minh cùng đứng cùng ngồi liên kết với phái nạp cát hay là làm một người hầu nhỏ theo đuôi, kết quả là hoàn toàn khác nhau. Tối thiểu, vạn nhất sự việc không thuận lợi, Ngọc Dương Quan và Hoàng gia không đến mức bị trở thành tốt thí. Nếu tiêu chân nhân đã quyết tâm, Ngọc Dương Quan nguyện ý hết sức tương trợ. Nguyên Thành Tử lập tức nói, thân sắc hết sức trịnh trọng. Cơ khinh xa không khỏi hé miệng cười lão đạo sĩ này cũng thật, giảo hoạt, rõ ràng là ông ta cần thêm sự trợ giúp của tiêu phàm nhưng từ trong miệng ông ta nói ra giống như là tiêu phàm nhận của ông ta một ân tình vậy. Chẳng qua tiêu phàm tuyệt đối sẽ không vạch trần ông ta. Miệng nói như thế nào là một chuyện, cuối cùng hợp tác như thế nào còn phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Tiêu phàm cười cười, đang muốn mở miệng thì cửa bức màn nhung dày có theo hình thiên nga ở cửa sổ phòng khách khẽ động như có như không một cơn gió lạnh thổi vào sắc mặt nguyên thành tử và cơ khinh xa lập thay đổi. Tiêu phàm dùng đạo thuật xem, một lá chu sa phù lục hiện ra. Tiêu chân nhân, không thể, đây là phân thân của giáo chủ Tô Nam. Nguyên thành tử kinh hãi vội kêu lên. Tiêu phàm dường như không nghe thấy, tay trái bấm quyết, cánh tay phải run lên, phù lục lập tức hồng quang trói mắt, nhanh như tia chớp bắn về phía bóng người xuất hiện mơ hồ trong phòng khách. Bóng người kia chính là một âm bộc mà Tô Nam nuôi dưỡng, So sánh với đồng tử mà Phạm Anh nuôi dưỡng, khác biệt vẫn là rất rõ ràng. Quỷ vật mà Phạm Anh nuôi dưỡng, rõ ràng đang nằm ở giai đoạn bắt đầu, bóng người mơ hồ không rõ, dường như còn đang ở thời kỳ non trẻ, hơn nữa Phạm Anh cũng chỉ nuôi hai con quỷ vật. Âm Bộc do Tô Nam nuôi này, rõ ràng là tướng mạo của thanh niên, mặc dù cũng là mơ hồ không rõ, dáng người lại cao lớn hơn rất nhiều. Tô Nam nuôi tổng cộng 6 tên, Âm Bộc. Nguyên Thành Tử nói khách khí. Sương hô bằng thân phận của Tô Nam. Không nghĩ đến mặc dù ông ta nhắc nhở Tiêu Phàm rồi, Tiêu Phàm vẫn là nửa phần mượn danh nghĩa cũng không, nói đánh là đánh. Mắt thấy phù lục lóe nhanh như chớp bắn tới, trên mặt âm bộc cũng hiện ra vẻ mặt nhân cách hóa, vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Gió lạnh nổi lên, liền muốn rút ra ngoài, nhưng làm sao mà kịp nữa. Trên phù lục huyết quang đại thịnh, hô, lên một tiếng, liền hóa thành một tấm lưới màu đỏ như máu cực lớn chụp xuống, trong nháy mắt bao vây hoàn toàn tên, âm bộc kia lại. Một cỗ mùi máu tanh sông lên mũi, lập tức tràn ngập phòng khách. Tên, âm bộc kia dường như đối với tấm lưới máu này cực kỳ kiêng kỵ vừa bị lưới máu bao phủ, liền ngơ ngẫn đứng ở nơi đó, một chút cử động nhỏ cũng không dám. Nguyên Thành Tử vừa giật mình, vừa khâm phục. Ngay tại đất Nam Dương, Nguyên Thành Tử đương nhiên biết rằng, hàng đầu sư nuôi dưỡng âm quỷ là đáng sợ đến cỡ nào, càng là hàng đầu sư cao minh, âm quỷ được nuôi dưỡng lại càng lợi hại, đi đến như gió, pháp lực cao cường. Bình thường, âm quỷ do hàng đầu sư nuôi dưỡng, đều là dáng vẻ của trẻ sơ sinh và con nít. Mà âm quỷ do tô nam nuôi dưỡng, lại là dáng vẻ của người thanh niên, có thể thấy mấy tên quỷ âm này được nuôi dưỡng trong thời gian dài. Ai ngờ dưới sự công kích của tiêu phàm, đám âm bộc này cư nhiên không hề có chút lực kháng cự nào, bó tay chịu trói. Một tiếng, hư, lạnh, gió âm bên ngoài biệt thự nổi lên từng trận từng trận, Tô Nam đã đến bên ngoài. Tiêu tiên sinh, người đây là ý gì? Tô Nam trong sân bên ngoài biệt thự lạnh lùng hỏi, giọng điệu rất không có thiện ý. Thông thường mà nói, một khi ra tay với âm quỷ do hàng đầu sư nuôi dưỡng, tương đương với việc đã chính thức khiêu chiến. Nguyên thành tử không khỏi căng thẳng, không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu cho tiêu phàm. Tiêu phàm lại xem như không nhìn thấy, mỉm cười nói. Tô Nam giáo chủ, mời tiến vào trong nói chuyện một chút. Chuyện của tôi. Nét được. Tô Nam không chút do dự, một lời đáp ứng, lập tức bước vào phòng ngủ. Ánh mắt quét qua, âm bộc đang bị lưới máu trói chặt nơi cửa sổ sát đất một cái, hai hàng lông mày hơi dương lên, ngay sau đó liền nhìn về phía tiêu phàm bên này. Tiêu tiên sinh, không ngờ người cũng là hàng đầu sư, hơn nữa còn là người của bất cổ phái. Giọng nói của Tô Nam lạnh băng, khắp mặt đều là vẻ đề phòng nguyên thành tử càng thêm thất kinh mãnh liệt đứng dậy sợ hãi nghi hoặc quan sát tiêu phàm giống như không quen biết vậy thật sự câu nói này của tô nam quá kinh người tiêu phàm không ngờ là hàng đầu sư của bất cổ phái bản thân mình lại xem hắn là trưởng giáo chân nhân của vô cực môn còn cùng hắn thảo luận đối phó với ma cưu đại quốc sư đây đây lại là thế nào về phần hàng đầu sư của bất cổ phái bởi làm sao lại biết pháp thuật đạo môn còn biết sử dụng phù lục của vô cực môn, trong nhất thời, Nguyên Thành Tử làm sao có thể nghĩ nhiều đến như vậy được. Tiêu Phàm cười cười nói, Tô Nam giáo chủ vì sao lại nói ra những lời này? Tô Nam lạnh lùng nói, huyết hàng thuật tuy rằng rất bình thường, thế nhưng huyết hàng thuật của mỗi một môn phái đều có những đặc điểm không giống nhau. Tiêu tiên sinh cho rằng dùng huyết hàng thuật của bất cổ phái, dung nhập vào bên trong phù lục, là có thể giấu được ta sao? Tiêu phàm mỉm cười nói nói như vậy tô nam giáo chủ kỳ thật vô cùng sợ hãi đối với huyết hàng thuật của bất cổ phái sao chỉ dựa vào vài phần mùi tương tự liền làm cho tô nam giáo chủ như lâm đại địch mùi tương tự ngươi có ý gì giáo chủ tuệ nhãn như đuốc sao lại không tỉ mỉ phân biệt thêm một chút nghe cách nói này của tiêu phàm tô nam ngay lập tức có chút nửa tin nửa ngờ lại cẩn thận nhìn về phía cửa sổ sát đất chỉ nhìn thấy một tấm lưới máu vẫn đỏ lóng lánh mùi máu tanh sông lên mũi lại nhạt đi rất nhiều, âm bộc bị tấm lưới máu bao phủ lại, mặc dù vẫn không dám cử động linh tinh, trên mặt lại không hề có vẻ kinh hoàng nào. Kỳ lạ, đây là... Tô Nam dù sao trình độ không phải tầm thường, khi nãy giật mình thức giận, chưa từng nhìn kỹ, chỉ lo tập trung toàn bộ tinh thần để phòng tiêu phàm. Hiện giờ cẩn thận quan sát, quả nhiên liền nhìn ra sự khác nhau. Mùi máu tanh mà tấm lưới máu phát ra, cố nhiên cực kỳ giống với huyết hàng thuật của bất cổ phái, thế nhưng vẫn có những điểm rất nhỏ không giống nhau. Ít đi vài phần tà khí, mà lại tản ra một loại mùi sâu không lường được. Loại mùi thần bí này, Tô Nam không hề quen thuộc, hình như có chỗ giống với đạo thuật của Long Môn Phái mà Nguyên Thành Tử truyền lại, nhưng lại có sự khác nhau rõ ràng. Loại mùi này vô cùng đường hoàng chính đại, không có một chút ý của bàng môn tà đạo. Lên, tiêu phàm giơ tay khẽ nhấc, tấm lưới máu đang bao vậy âm bộc này trong nháy mắt trở lại nguyên hình là tấm phủ lục chu sa bay quay về hướng tiêu phàm tia máu tanh mỏng manh cuối cùng cũng biến mất không còn tăm hơi gió lạnh nổi lên âm bộc có được sự tự do biến thành một đoàn xương mù đen thoát chui vào trong cơ thể của tô nam không nhìn thấy bóng dáng tô nam vội vàng lấy lực thần niệm cẩn thận kiểm tra xác định âm bộc không hề chịu một chút thương tổn nào sắc mặt căng thẳng cuối cùng mới giãn ra chắp tay hướng về phía tiêu phàm, nói. Tiêu tiên sinh, xem ra là ta hiểu nhầm rồi, thật có lỗi. Tiêu phàm còn chưa mở miệng, Nguyên Thành Tử đã nhẹ nhàng thở vào một cái, làm ra thế xoa xoa cái chán đầy mồ hôi lạnh, cười cười nói. Tô Nam giáo chủ, ông quả thật đã dọa bần đạo tôi sợ chết gây ếch yêu ta ép rồi. Tô Nam liếc nhìn ông ta một cái, như cười như không nói. Nguyên Thành chân nhân, lời này có chút nghĩ một đằng nói một nẻo thì phải mọi người đều là bạn bè cũ rồi, sự lợi hại của Ngọc Dương quan các ngươi, ta lại không phải là không hiểu rõ. Ông cần gì phải giả ngu ở trước mặt ta, chương 475, hòa làm một thể. Luận thực lực chỉnh thể, Ngọc Dương quan có lẽ còn chưa thể đánh đồng với các bang phái có huyết hàng thuật hùng mạnh bậc nhất như nạp cát phái, bất cổ phái. Thế nhưng luận thực lực cá nhân, Nguyên Thành Tử tuyệt đối có thể đưa thân lên xếp hàng đầu, không hề thua kém những đại hàng đầu sư nổi danh kia cho dù tiêu phàm thật sự là hàng đầu sư của, bất cổ phái, Nguyên Thành Tử cũng sẽ không thật sự bị dọa tới sợ chết cây ếch yêu ta ép. Nguyên Thành Tử cười ha hả, cũng không phủ nhận. Tiêu tiên sinh, ta cũng đã nghe nói qua đạo thuật của Trung Hoa, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cao thâm bí hiểm. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, hiếm thấy tiêu tiên sinh trẻ như vậy, tu vi đã cao minh như thế. Tô Nam thật khâm phục vô cùng, Tô Nam lập tức chuyển hướng về phía tiêu phàm, lại hồi phục thành vị nho nhã lễ độ kia, cả người toát lên hơi thở tri thức của đại hàng đầu sư, khác loại. Trong ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, mang theo ý tò mò nồng đậm, cũng có sự đề phòng thật sâu được che giấu vô cùng kỹ càng. Bất kể Tiêu Phàm có liên quan đến bất cổ phái hay không, thủ đoạn mà người thanh niên này khi nãy bày ra đều đã đủ kinh người. Trước khi chưa thăm dò rõ ràng lai lịch của Tiêu Phàm, trong lòng Tô Nam làm sao có thể không cảnh giác. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Tô Nam giáo chủ quá khen rồi, Đại Đạo chi cực, Vạn pháp giai thông." Tô Nam trầm giọng nói, "Tiêu tiên sinh, mặc dù ta rất tán thành ý kiến của ngươi, thế nhưng trong đạo thuật của quý quốc, đột nhiên trộn lẫn thủ pháp của hàng đầu sư chúng tôi, vẫn là làm cho người ta giật mình. Lẽ nào Tiêu tiên sinh trước giờ đều đang nghiên cứu làm thế nào để đem hai thứ này hòa làm một thể sao?" Tiêu Phàm cười nói, "Trước giờ đều đang nghiên cứu, hiển nhiên là làm không được." tôi thực sự tiếp xúc với hàng đầu thuật cũng là chuyện mấy ngày nay thôi thế nhưng trong tấm phù trúc khi nãy quả thực có trộn lẫn nội dung của huyết hàng hơn nữa huyết hàng này cũng xác thực là đến từ hàng đầu sư của bất cổ phái ồ tiêu tiên sinh có thể giải thích rõ hơn cho chúng tôi một chút hay không tô nam lập tức hỏi tinh quang hai mắt nhấp nháy nhìn thẳng tiêu phàm tiêu phàm liếc nguyên thành tử ở bên cạnh một cái nói nguyên thành chân nhân đối với mùi của huyết hàng khi nãy chân nhân hẳn là rất quen thuộc nguyên thành tử trầm ngâm nói chẳng lẽ là đạo huyết hàng lấy từ trong người thanh vân kia đúng vậy đạo huyết hàng này rất có thể chính là phạm anh hạ trên người hoàng thanh vân tiên sinh tôi đem thu nó lại mấy ngày nay nghiên cứu một chút phát hiện có thể dung hợp lại một chỗ với phù lục của chúng ta về phần rốt cuộc có thể sinh ra hiệu quả như thế nào tạm thời vẫn chưa rõ ràng hiệu quả kỳ thật ban nãy đã kiểm nghiệm qua ngay cả âm bộc mà tôn nam nuôi dưỡng, sau khi bị phù lục bao phủ, đều không dám cử động linh tinh. Chỉ có điều trước mặt tôn nam, lời này cũng không tiện nói ra. http 2 gạch chéo gạch chéo u atui.net gạch chéo nguyên thành tử vừa kinh ngạc vừa khâm phục, thở dài nói. Vô cực môn không hổ là lãnh thụ thuật pháp của Trung Hoa, tiêu chân nhân chỉ dùng thời gian vẻn vẹn ba ngày, liền có thể đem hàng đầu và phù lục hòa làm một thể quả thật làm cho người ta khó có thể tin khó có thể tin đó lần này sự ngạc nhiên thán phục của lão đạo sĩ quả thật là phát ra từ nội tâm đem đạo thuật và hàng đầu thuật dung hợp lão đạo sĩ không phải chưa từng thử qua trước đó rất lâu khi ông tu luyện đạo thuật có thành tựu liền thử qua muốn đem sở trường của hàng đầu thuật đến bổ sung cho sở đoàn của đạo thuật đáng tiếc không có nửa điểm tiến triển cuối cùng không thể không buông tha ý niệm này vốn nghĩ rằng đạo thuật và hàng đầu thuật chính là lửa không cùng lò. Không ngờ tiêu phàm chỉ trong vòng mấy ngày, cư nhiên liền có tiến triển có tính thực tiễn. Xem ra thứ này, vẫn thực sự cần một thiên phú tuyệt vời. Kỳ thật, ngoại trừ thiên phú, càn khôn đỉnh cũng là một nhân tố cực kỳ quan trọng. Không có pháp khí có thể đặt hàng đầu, làm sao nói đến chuyện nghiên cứu. Duy nhất chỉ có tiêu phàm mới có thể giam hàng đầu trong, càn khôn đỉnh, sau đó tiếp tục tiến hành nghiên cứu huyết hàng mà phạm anh hạ trên người hoàng tiên sinh tô nam lại không làm sao ngạc nhiên chuyện tiêu phạm đem hai thứ dung hợp lại với nhau ông ta quan tâm đến là phạm anh nguyên thành tử vội vàng nói là thế này tô nam giáo chủ chúng tôi phân tích cho rằng giao thủ với duy đa tiên sinh hẳn là zino thừa dịp duy đa tiên sinh không thể phân thần hạ hàng đầu cho thanh vân hẳn chính là phạm anh rồi hai hàng lông mày của tô nam lập tức nhíu chặt lông mày lại Phạm Anh chẳng qua là đồ đệ của Zino mà thôi, gã hạ hàng đầu trên người Hoàng Thanh Vân, cư nhiên lại có uy lực to như vậy. Tiêu Phạm đem trộn lẫn vào phù lục, liền ngay cả âm bộc do Tô Nam tế luyện nhiều năm, đều sợ hãi dị thường. Chiếu theo cái này suy luận, sư phụ Zino của Phạm Anh chẳng phải là càng thêm dũng mãnh cực kỳ sao. Về phần ma cưu đại quốc sư, vậy thì càng không cần phải nói. Bất cổ phái, nếu như thật sự hùng mạnh đến bước này, nạp cát phái, làm gì còn có lực chống trả chỉ sợ ngay cả công lực chống đỡ cũng sẽ không có đối với lo lắng của tô nam trong lòng nguyên thành tử sáng rõ như hương lập tức nói tô nam giáo chủ thời gian tiêu chân nhân nghiên cứu hàng đầu thuật mặc dù không dài thế nhưng phù lục thuật cũng là truyền thừa ngàn năm của vô cực môn ông à đừng nghĩ sai lệch nữa vây âm bộc của ông tiêu phàm chủ yếu dựa vào công lực của phù lục không phải là hàng đầu thuật phù lục thuật Tô Nam lại cũng không phải bởi vì câu nói đầu tiên của Nguyên Thành Tử mà yên lòng, trái lại nghi hoặc đánh giá Nguyên Thành Tử một chút. Đối với phù lục thuật, Tô Nam tuy rằng cũng không tinh thông, nhưng tuyệt đối cũng không xa lạ gì. Nhiều năm nay, giữa ông ta và Nguyên Thành Tử, quả thật giao tiếp không ít. Nguyên Thành Tử trước mặt ông ta cũng bày ra không ít đạo môn pháp thuật, trong đó bao gồm cả phù lục thuật. Trong mắt của Tô Nam, phù lục thuật của Nguyên Thành Tử cố nhiên rất giỏi nhưng cũng không đến mức tạo thành uy hát yêu ta ép quá lớn đối với ông ta. Làm gì giống như tiêu phàm như vậy, vừa ra tay liền khống chế, âm bộc mà ông ta nuôi dưỡng tế luyện nhiều năm, nửa điểm đều không thể động đậy. Nguyên Thành Tử nghiêm nghị nói, Tô Nam giáo chủ, đây là tiêu chân nhân, chính là trưởng giáo chân nhân hiện thời của vô cực môn. Vô cực môn là lãnh tụ giới thuật pháp của nước Trung Hoa, từ ngàn năm nay, chấp chức người cầm đầu của thuật pháp Trung Hoa. Ngụ ý chính là nói, ông đừng đem tôi so sánh với người ta, không cùng, đẳng cấp. Giống như đại quốc sư của Đan Mạn Quốc các ông, là nhân vật lợi hại vô địch của cả nước. Trưởng giáo vô cực môn, trong giới thuật pháp Trung Hoa, địa vị không hề thua kém ma cưu trong giới hàng đầu thuật của Đan Mạn Quốc. Thì ra là thế, tiêu chân nhân, thất kính rồi. Tô Nam không khỏi kinh nghi bất định, vội vàng chắp tay hướng về phía tiêu phàm thi lễ sâu, rất khách khí nói. Không dám, Tô Nam giáo chủ, mời ngồi, Cùng uống chén trà đi Được, vậy thì làm phiền rồi Tô Nam cũng không từ chối Ngồi xuống một bên bàn trà Cơ khinh xa đích thân dâng trà thơm quy củ sắm vài bạn gái của tiêu phàm Im lặng, tự nhiên, tuyệt đối không nhiều lời Trên mặt càng không nhìn ra nửa phần ấm ức Phàm là người thành đạt Tất có chỗ hơn người Hai mắt Tô Nam hơi nhíu lại Không người hướng về phía cơ khinh xa Tỏ lòng cảm ơn Dựa vào con mắt của Tô Nam Ông ta tự nhiên có thể nhìn ra, vị này nhìn qua là một cô gái mỹ miều yếu đuối, kỳ thật cũng là một đại cao thủ thâm tàng bất lộ. Loại cố khí độ từ tốn, bình tĩnh kia, bất luận làm như thế nào đều không thể giả vờ được. Bên người có người con gái như thế này, Tô Nam đối với thân phận của Tiêu Phàm lại càng tin tưởng thêm vài phần. Tiêu chân nhân, đại giá quang lâm tệ quốc, không biết có gì muốn làm. Xích Viêm Thảo. Tiêu Phàm thản nhiên đáp. Cái gì? cho dù là tô nam tôn quý của một phái cũng không kìm nổi mở to hai mắt khắp mặt đều là vẻ khó có thể tin được tiêu chân nhân ngài nói đùa phải không muốn xích viêm thảo ư tiêu phàm cười cười nói tô nam giáo chủ có ai quy định xích viêm thảo chỉ có thể thuộc quyền sở hữu của một cá nhân nào đó sao lời này nói ra tô nam một lúc lâu sau cũng không biết nên trả lời như thế nào từ xưa đến nay Xích viêm thảo chính là độc chiếm của đại hàng đầu sư. Ngoài đại hàng đầu sư bậc nhất, những người khác ai dám ngấp nghé. Tuyệt đối là tìm chết. Huống hồ hiện tại, xích viêm thảo đã ít ỏi như thế, mức độ quý giá này đã vượt xa trước đây. Tiêu chân nhân, xin thứ cho ta vô lễ, trước mắt toàn bộ đan mạn quốc. Xích viêm thảo trưởng thành chỉ có một cây, trồng ở ma cưu trang viên. Lẽ nào tiêu chân nhân là nhằm vào ma cưu trang viên mà đến sao? Audio điện tử võ tấn bền. chương 476, nhân tướng không thể lầm. Chố mắt một chút, Tô Nam mới mở miệng nói, giọng nói không kìm được có chút đè thấp, dường như sợ tai vách mạch rừng. Kỳ thật bốn người trong gian phòng này, không có người nào không phải là cao thủ tiêu chuẩn trốn hồng trần, gần đó có người nghe lén hay không, là cực kỳ rõ ràng. Tô Nam vẫn cẩn thận như trước, vậy thì chỉ có thể nói, từ sâu trong lòng ông ta, đối với ma cưu đại quốc sư, quả thật kiêng kỵ vô cùng. Cho dù trong mật thất, nói chuyện cũng tự nhiên mà vậy, không dám to tiếng. Tiêu phàm không chút do dự gật đầu, nói. Chính là như vậy, trong vòng 20 ngày, tôi nhất định phải lấy được xích viêm thảo, nếu không bạn gái của tôi sẽ có phiền phức lớn. Tô Nam lập tức nói. Tiêu chân nhân hẳn cũng biết, làm như vậy nguy hiểm nhiều đến thế nào. Tiêu phàm mỉm cười hỏi ngược lại. Rõ ràng biết nguy hiểm lớn như vậy, Tô Nam giáo chủ vì sao còn đích thân đuổi đến Lạc Gia Thành? Hơn nữa còn là đơn độc mà đến." Con người của Tô Nam mãnh liệt co rút lại, yên lặng nhìn thẳng Tiêu Phàm, ác khí trong mắt đại thịnh, âm hiểm nói. "Tiêu chân nhân, đây là chuyện riêng của ta, không nhọc đến Tiêu chân nhân phải quan tâm." Nụ cười trên mặt Tiêu Phàm không hề giảm xuống, chậm rãi nói. "Tô Nam giáo chủ, tôi tuy rằng không rõ ràng nội tình cụ thể, thế nhưng tôi biết xem tướng." "Xem tướng?" Đúng vậy, nhìn từ tướng mạo của Tô Nam giáo chủ, trước mắt chính là thời buổi rối loạn. Nếu xử trí không kịp, chỉ sợ đại họa liền sắp sửa xém lông mày rồi. Đây không chỉ là tai họa của Tô Nam giáo chủ, mà còn là tai họa của toàn bộ Nạp cát phái. Ánh mắt Tiêu Phàm sắc bén như dao, không chút khách khí nhìn thẳng với ánh mắt của Tô Nam, từng câu từng chữ từ tốn nói ra. Tô Nam đột nhiên đứng dậy, tức giận nhìn Tiêu Phàm, lớn tiếng nói: "Tiêu tiên sinh, người rốt cuộc là ai? Một lời chưa nói xong, cổ tay Tô Nam liền lật lại, trong tay đã nhiều hơn một vật phẩm đen nhánh, hình dạng cổ quái, giống như một pháp khí được đặc biệt cung phụng của một phái tông giáo nào đó. Nguyên thành tử chấn đống, vội vàng đứng dậy, hai tay lắc lắc, nói. Tô Nam giáo chủ, dù thế nào cũng đừng hiểu lầm, tiêu chân nhân tuyệt đối không có ác ý. Ông ta đương nhiên có thể nhận ra, đồ vật mà Tô Nam đang cầm trong tay giờ phút này, chính là binh khí của hàng đầu sư. Không ít hàng đầu sư thi triển pháp đều phải dựa vào pháp khí, món pháp khí này nguyên thành tử đã từng thấy qua. Tô Nam bỗng nhiên trở mặt, có thể nghĩ đến lời của Tiêu Phàm, đích thị đã chọc trúng tâm sự của ông ta. Tiêu Phàm vẫn ngay ngắn ngồi ở nơi đó, sừng sững bất động, nhìn Tô Nam, chậm rãi nói. "Tô Nam giáo chủ, không cần kinh ngạc." hàng đầu sư các người có thủ đoạn riêng của hàng đầu sư thầy tướng trung hoa chúng tôi có thủ đoạn của thầy tướng nếu như tô nam giáo chủ nhất định phải khảo sát tiêu phàm cũng rất vui lòng hầu tiếp thế nhưng tô nam giáo chủ phải nghĩ cho kỹ chúng ta có cùng chung kẻ địch muốn đối phó với ma cưu đại quốc sư sức mạnh của một người khẳng định là không đủ nhiều hơn một người bạn là nhiều thêm một phần lực lượng ngươi làm sao biết ta muốn đối phó với ma cưu tô nam vẫn là đè thấp giọng nổi giận đùng đùng hỏi, nắm thật chặt pháp khí trong tay, không hề có chút ý muốn thu về, dường như một lời không hợp, liền sẽ ra tay. Từ trong vẻ mặt của Tô Nam, hoàn toàn có thể nhìn ra nội tâm căng thẳng bất an của ông ta. Đối phó với Ma Cưu, chuyện này chỉ cần nghĩ một chút, đều làm cho lòng người phát lạnh. Nhất là đối với hàng đầu sư của Đan Mạn Quốc, càng là như vậy. Đột nhiên, tâm sự của mình bị một tên có thể xem như là người lạ vạch trần, loại chấn động này người bình thường tuyệt đối chịu không nổi. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, Tô Nam giáo chủ là nhất phái chi tôn, đại hàng đầu sư nổi danh của Đan Mạn Quốc. Nạp Cát Phái càng là đại phái truyền thừa mấy trăm năm. Ở Đan Mạn Quốc, có thể làm cho Tô Nam giáo chủ và môn phái của ông đều đứng trước tai họa ngập đầu, ta tin rằng ngoại trừ ma cưu đại quốc sư, không thể nào lại có thêm người khác có thể làm được điều này. Làm sao người biết ta và, nạp cát phái, có tai họa ngập đầu? Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười, nói. Tô Nam giáo chủ, ta đã nói rồi, cái này, từ tướng mạo của ông liền có thể nhìn ra. Tô Nam liền cười, cười rất lạnh lùng, chậm rãi nói. Tiêu tiên sinh, người cảm thấy ta có tin không? Trong mắt của người khác, hàng đầu sư là thần bí như vậy, đối với người chưa từng đích thân trải nghiệm mà nói, tướng thuật chỉ có càng thêm thần bí khó lường. Chuyện này liên quan đến sự tồn vong sinh tử của Tô Nam, thậm chí của toàn bộ, nạp cát phái, Tô Nam làm sao có thể bởi vì một câu, tướng mạo của tiêu phàm liền tin tưởng không nghi ngờ. Tiêu phàm vẫn ngồi ở đó, từ tốn nói. Tô Nam giáo chủ, tướng mạo của ông biểu hiện, ngoại trừ Duy Đa, ông còn có một đứa con trai. Hơn nữa, mẹ của đứa bé này, hẳn là có quan hệ rất không bình thường với Tô Nam giáo chủ. Ngươi, trong chớp mắt, sắc mặt Tô Nam đại biến, hai mắt trợn thật to, gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm, Giống như giữa ban ngày nhìn thấy ma vậy. Mà giờ phút này, sự kinh hãi trong lòng Tô Nam chỉ có càng sâu hơn so với sự biểu hiện bên ngoài của ông ta. Tô Nam cả đời chưa từng kết hôn, nhưng lại có hai đứa con riêng. Con trai lớn Duy Đa là do ông ta và người thị nữ Hầu Hạ năm đó sinh ra, mặc dù khá bí ẩn, vẫn là có mấy người biết. Theo thời gian trưởng thành của Duy Đa, bí mật này cũng dần dần lan truyền ra ngoài, Tô Nam cũng không cố tình giấu giếm. Con trai út có chút không giống với Duy Đa, là do Tô Nam và cháu ngoại của mình sinh ra. Nói ra, đây chính là L Sigma viết thường A à I L Upsilon ở Y, thực sự. Từ trước đến nay, Tô Nam và cháu gái đều giữ bí mật này với bên ngoài, ngoại trừ hai người, không hề có người thứ ba nào biết chân tướng của sự việc này. Chuyện làm cho Tô Nam vui nhất, chính là thiên phú của con trai út vượt xa Duy Đa, tuổi còn nhỏ, liền biểu hiện ra tiềm lực kinh người. Tô Nam lo người khác đoán ra được quan hệ thật sự của bọn họ, không dám đưa con trai út đi theo bên người đích thân dạy dỗ, chỉ có thể lợi dụng cơ hội khác đến chỉ điểm. Dù là như vậy, tiến cảnh hàng đầu thuật của con trai út vẫn là tiến triển cực nhanh. Tô Nam vui vẻ vô cùng, chỉ đợi tương lai sau khi đứa bé này trưởng thành, sẽ đem vị trí trưởng giáo, cắt nạp phái, truyền lại cho nó. Tô Nam thậm chí không hề nghi ngờ, sẽ có một ngày, con trai út sẽ trở thành một vị hàng đầu sư bậc nhất của Đan Mạn Quốc, được Hoàng Thất Phong làm đại quốc sư. Thế nhưng hiện tại, tiêu phàm lại trực tiếp nói ra bí mật này của ông ta, liền giống như kéo chiếc khố cuối cùng trên người ông ta ở trước mặt mọi người. Trong phút chốc Tô Nam chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm chuyển động, máu nóng toàn thân sông thẳng lên đỉnh đầu, hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ bình thường được nữa. Tô Nam tin tưởng, bí mật này, ngoài bản thân ông ta và cháu gái ngoại, tuyệt đối không thể có người thứ ba biết được, cho dù là bản thân đứa bé, cũng không biết cha ruột của mình là Tô Nam. Chính bởi vì vậy, Tô Nam mới thực sự lâm vào hỗn loạn. Bí mật như thế này, tiêu phàm tuyệt đối không thể nghe ngóng được. Thế nhưng hắn cư nhiên lại biết. Chẳng lẽ cái gọi là tướng thuật của nước Trung Hoa thật sự thần kỳ như vậy sao? Cũng may Tô Nam mặc dù chấn động vô vùng, nhưng từ đầu đến cuối luôn duy trì tia lý trí thanh tỉnh cuối cùng trong đầu, chặt chẽ khống chế bản thân, không hề tùy tiện ra tay với tiêu phàm. Người thanh niên Trung Hoa này mặc dù trẻ tuổi, nhưng tuyệt đối không phải loại dễ đối phó. Tiêu phàm không đi để ý đến sự giận dữ của Tô Nam, từ tốn nói. Tô Nam giáo chủ, nếu như muốn hợp tác vui vẻ, mọi người đều phải có thành ý mới được. Mục tiêu của ta chính là, xích viêm thảo, đối với Tô Nam giáo chủ không có bất kỳ ác ý nào. Mong giáo chủ suy nghĩ kỹ. Sắc mặt Tô Nam biến ảo, trong giây lát, thân sắc trong mắt dần trở nên kiên nghị, cổ tay lật lại, đem pháp khí thu về, Cười ha ha nói, tướng thuật của Tiêu chân nhân, quả thật thần kỳ khó lường, khâm phục, khâm phục. Lại chậm rãi ngồi xuống. Không chỉ ánh mắt Tô Nam nhìn Tiêu Phàm trở nên quái dị, ngay cả Nguyên thành tử cũng là như vậy. Nói tới, Nguyên thành tử đối với việc nghiên cứu tướng thuật cũng có chút đi sâu, thế nhưng thật lòng mà nói, Tiêu Phàm nói những thứ này, ông ta thật sự nhìn không ra. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy điểm xui xẻo trên mặt Tô Nam, không phải là điểm báo tốt trong khoảng thời gian sắp tới e rằng sẽ có tai họa giáng xuống. Thế nhưng tuyệt đối không có cách nào nói một cách cụ thể, một cách chắc chắn giống như tiêu phàm. Tiêu chân nhân, người vừa nói, đối với huyết hàng thuật của bất cổ phái có sự nghiên cứu. Xin thứ cho ta tò mò, không biết loại nghiên cứu này là tiến hành thế nào. chương 477, Thủy Tổ Hàng Đầu Sư Ánh mắt quái dị của Tô Nam trong nháy mắt lập tức thu về, mỉm cười hỏi, so với tô nam nổi giận đùng đùng khi nãy tưởng như hai người khác nhau tiêu phàm nhẹ nhàng cười lật tay một cái càn khôn đỉnh nhỏ màu đỏ hiện ra bày ra trước mặt tô nam sắc mặt của tô nam đột nhiên trở nên cực kỳ kỳ dị quan sát càn khôn đỉnh từ trên xuống dưới dường như vô cùng hiếu kỳ tô nam giáo chủ hai hàng lông mày của tiêu phàm nhẹ nhàng dương lên hỏi ha ha tiêu chân nhân mong lượng thứ bảo vật này Thật sự ẩn chứa sức mạnh linh hồn quá mạnh mẽ, vì thế nên ta có chút thất thần." Tiêu Phạm âm thầm cả kinh. Đây là lần đầu tiên có người nói với hắn, Càn Khôn đỉnh ẩn chứa sức mạnh linh hồn mạnh mẽ. Lời này của Tô Nam khẳng định là có cảm xúc mà phát ra, tuyệt đối không phải là ăn nói lung tung. Trong các loại thuật sư, hàng đầu sư đối với việc tìm tòi chuyên sâu nghiên cứu sức mạnh của linh hồn, gần như tương xứng với khổ tu Đại Lạt Ma trên Cao Nguyên Hoàng Thổ là cao nhân linh giới, được công nhận. Khó trách mấy ngày nay, khi tiêu phàm dùng lực thần niệm tiến vào bên trong, càn khôn đỉnh, nghiên cứu huyết hàng thuật, luôn có một cảm giác đặc biệt, dường như ở nơi sâu nhất trong nội tâm của hắn có thể dẫn phát ra cộng hưởng với càn khôn đỉnh. Đương nhiên đây chỉ là một loại cảm giác như có như không, rất không ổn định, khó có thể nắm bắt. Khi tiêu phàm ổn định tinh thần, muốn nghiêm túc đi tìm loại cảm giác đó, luôn uổng công vô ích. Loại cảm mộ về mặt linh hồn này, vẫn là thật sự không thể miễn cưỡng. Trước đó, Tiêu Phàm cũng từng dùng lực thần niệm thăm dò Càn Khôn Đỉnh, nhưng lại chưa từng có loại cảm giác tương tự như thế. Cũng không biết nguyên nhân là do huyết hàng hay là do tu luyện lại ác quỷ đạo. Chiếc Càn Khôn Đỉnh này là bảo vật do giáo phái của chúng tôi truyền lại, có tác dụng an hồn. Tiêu Phàm thuận miệng giải thích một câu. Nghe Tiêu Phàm nói, Càn Khôn Đỉnh có tác dụng an hồn, Tô Nam liên tục gật đầu, nói: thì ra là thế khó trách tiêu chân nhân huyết hàng là bị ngươi thu vào trong càn khôn đỉnh này sao đây là thật là rất kỳ diệu đó nói xong không ngừng quan sát đánh giá càn khôn đỉnh luôn miệng tấm tắc cơ khinh xa không kìm nổi xen vào hỏi tô nam giáo chủ xin hỏi hàng đầu sư các ông khi nghiên cứu những hàng đầu khác là làm như thế nào tô nam liếc mắt nhìn cô một cái nói bình thường hàng đầu sư đều sẽ không nghiên cứu hàng đầu sư thuật của các hàng đầu sư khác, nếu như nhất định phải nghiên cứu, chỉ có thể lấy thân đi thử. Thế nhưng làm như vậy vô cùng nguy hiểm, chỉ cần công lực hơi kém, rất dễ trúng hàng đầu của đối phương. À, hóa ra là như vậy, cảm ơn Tô Nam giáo chủ giải thích nghi hoặc. Cơ khinh xa nho nhã lễ độ không người, thấp giọng nói. Tiêu phàm tay phải niết quyết, truyền pháp lực vào trong càn khôn đỉnh. Mặt quỷ huyết hàng đỏ như máu, liên dần dần hiện lên bên trong càn khôn đỉnh so với mấy ngày trước mặt quỷ đã thu nhỏ lại rất nhiều hơn nữa cũng mong manh loãng hơn không ngừng kết đặc như lúc trước tựa như thực thể bình thường mũi miệng của mặt quỷ khép chặt tựa như dáng vẻ hấp hối tô nam vừa nhìn thấy hai mắt lập tức khẽ co rút nói không tệ đây đúng là huyết hàng thuật hơn nữa còn mang theo cỗ khí cực kỳ rõ ràng của bất cổ phái tà khí rất nặng có thể thấy chủ nhân của hàng đầu này chuyên gia tay từ phía nghiêng cách này quả thật có thể trong một khoảng thời gian ngắn làm ra được tác dụng vô cùng rõ ràng tiến độ nhanh hơn nhiều so với người khác thế nhưng hậu họa cũng rất lớn tiêu phàm vội hỏi thỉnh tô nam giáo chủ cái gọi là hậu họa chỉ là cái gì tô nam nói hậu họa lâu dài chính là hàng đầu sư này cả đời rất khó tiến vào cảnh giới cao minh thực sự không có bao nhiêu hy vọng có thể trở thành đại hàng đầu sư hậu họa trước mắt lại là loại phương pháp này sẽ ảnh hưởng đến tâm tính của chủ nhân nảy sinh tâm ma rất dễ bị lực tinh thần hùng mạnh xâm chiếm tiêu phàm gật gật đầu khó trách khi hắn dùng phù lục đối phó với âm bộc của phạm anh vô cùng thuận lợi gần như không hề gặp phải lực kháng cự nào âm bộc tương đương với thân phận luyện chế của hàng đầu sư tâm tính của chủ nhân không ổn định lực lượng tinh thần của âm bộc sẽ càng trở nên yếu đuối bắt tay vào từ phương diện này hẳn là cách tốt để bỏ ít công sức thu lại hiệu quả gấp đôi. Tiêu chân nhân, huyết hàng này giam ở trong đỉnh bao lâu rồi? Bốn ngày. Bốn ngày. Tô Nam lại giật mình kinh hãi, ngay lập tức thở dài nói. Đây quả thật là tài giỏi, cho dù là hàng đầu sư chúng ta, muốn tiêu diệt hàng đầu của người khác hạ xuống là chuyện dễ dàng, thế nhưng muốn đem hàng đầu hoàn chỉnh do người khác hạ bóc tách ra, lại giam cầm thêm vài ngày nghiên cứu, gần như không thể tưởng tượng Xem ra thiên hạ to lớn, còn có rất nhiều công pháp bảo vật, là chúng ta trước đây ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Trong mắt không kìm nổi lộ ra vẻ hâm mộ. Nếu như ông ta có thể có bảo vật như Càn Khôn đỉnh này, vậy thì trên việc tu luyện hàng đầu thuật, khẳng định có thể có ích lợi to lớn, càng tiến lên tầng cao hơn. Chỉ có điều tiêu phàm nhìn qua vô cùng điềm tĩnh tự nhiên, cũng không e sợ bảo vật của bản thân bị người khác nhớ nhung. Dựa vào thủ đoạn mà tiêu phàm biểu hiện khi nãy giam cầm, âm bọc của ông ta, Tô Nam cũng biết người này không dễ đối phó. Tay phải tiêu phàm vừa chỉ, lại một đạo pháp lực truyền vào trong, càn khôn đỉnh, hỗn độn đồ án màu đỏ tươi vốn dĩ đang chặt chẽ che lại miệng đỉnh, màu sắc dần dần mờ nhạt, ẩn thu lại không nhìn thấy. Tô Nam giáo chủ, tôi bình thường là dùng lực thần niệm đi dò xét huyết hàng này, bây giờ cấm chế đã mở ra, giáo chủ không ngại thử một chút chứ. Hai mắt Tô Nam sáng lên, ngay sau đó lắc lắc đầu, nói. Ha ha, ta thì không thử nữa. Càn khôn đỉnh, thần kỳ như thế, là báu vật ẩn chứa sức mạnh linh hồn mạnh mẽ mà trong cuộc đời Tô Nam hiếm gặp. Tô Nam cũng không dám dễ dàng dùng lực thần niệm của bản thân thâm nhập vào bên trong đỉnh, ngộ nhỡ đây là một cái bẫy, liền có phiền phức lớn rồi. Loại nguy hiểm này, không mạo cũng được, được. Tiêu phàm cũng không miễn cưỡng, thuận tay thu, càn khôn đỉnh, trở về, mắt nhìn về Tô Nam, cũng không nói chuyện thêm nữa. Thế nhưng ý tứ của tiêu phàm, Tô Nam hiển nhiên lòng dạ biết rõ Tô Nam giáo chủ, ta đã biểu hiện lòng thành của mình cho ông, ngay cả báu bật sư môn đều không chút do so dự đưa ra rồi, hiện tại có phải nên đến phiên ông biểu thị một chút lòng thành hay không? Tô Nam nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng, nói. Tiêu chân nhân, tướng thuật của ngươi quả thật tinh chuẩn vô cùng, nạp cát phái của chúng ta là gặp phải phiền phức lớn. Gặp phải loại phiền phức này, không chỉ riêng ta, còn có tinh nguyệt phái, đỗ thành phái cũng gặp phải phiền phức giống như vậy. Hả, cái này sao có thể? Tiêu phàm và cơ khinh xa còn chưa nói thì thôi, Nguyên Thành Tử đã kinh ngạc kêu lên, khắp mặt đều là vẻ không tin được. Khó trách Nguyên Thành Tử kinh ngạc, lời nói ra của Tô Nam quả thật kinh người. Tinh Nguyệt Phái, Đỗ Thành Phái đều là bang phái hàng đầu uy danh chấn động của Đan Mạn Quốc. Cho dù không bằng nội tình thâm hậu của Nạp cát phái cũng là đại bang phái nhất đẳng. Từ trong những phái này đều sinh ra hàng đầu sư đệ nhất, trong các thời kỳ khác nhau được hoàng thất đan mạn quốc khâm phong làm đại quốc sư. Bất kể là Nạp cát phái hay là Tinh Nguyệt phái, ở đây đều là đại thế lực hết sức quan trọng, hiện nay cư nhiên đều gặp phải phiền phức lớn, quả thực làm cho người ta không thể tin nổi. Ba phái này nếu như liên thủ nhất trí, sợ là đủ đảo điên một nửa giang sơn của Đan Mạn quốc rồi. Tiêu Phàm bất động thanh sắc hỏi: Tô Nam giáo chủ, có phải bởi vì ma cưu đại quốc sư? Đúng, chính là vì lão. Lần này, Tô Nam cũng thoải mái lên, không còn che giấu nữa. Xem ra ông ta đã cơ bản tiếp nhận thân phận đồng minh của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nói rất có lý, muốn hợp tác vui vẻ, mọi người đều cần đưa ra chúc thành ý. Nguyên Thành chân nhân, không biết mọi người gần đây có nghe nói đến lời đồn đại liên quan đến Ma Cưu đại sư hay không. Tô Nam bỗng nhiên chuyển hướng về phía Nguyên Thành tử. Hỏi ở thành lạc gia lời đồn đại có liên quan đến ma cưu đại quốc sư trước giờ chưa từng ngừng nghỉ mấy ngày nay thậm chí còn có người nói ma cưu đại quốc sư nuôi dưỡng sáu đôi âm bộc ha ha đây không phải là đùa sao nguyên thành tử vuốt vuốt tròm dâu hoa dâm lắc lắc đầu vẻ mặt không cho là đúng lần này quả thật không phải là đùa ai ngờ đang nói chưa xong tô nam đã tiếp lời trầm giọng nói cái gì Nguyên Thành Tử ngay lập tức lại trợn mắt há mồm, chương 478, suy đoán của Tô Nam. Nguyên Thành Tử ngay sau đó lại trở nên vô cùng không đồng tình. Tô Nam giáo chủ, tuy rằng tôi không phải là hàng đầu sư, thế nhưng đối với hàng đầu thuật ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Trên lịch sử của quý quốc, có hàng đầu sư nào từng nuôi sáu đôi quỷ sao? Có. Tô Nam lại một lần nữa khẳng định đáp. Hả? Nguyên Thành Tử quả thật không biết nên nói cái gì mới được, Thiên Quỷ Vương, Lạp Chát Đắc Lý. Tô Nam thong thả trầm thấp giọng nói, khắp mặt là vẻ nghiêm túc. Thiên Quỷ Vương, Lạp Chát Đắc Lý, đó là nhân vật trong truyền thuyết thần thoại. Sắc mặt của Nguyên Thành Tử càng thêm cổ quái. Tô Nam hôm nay làm sao vậy, luôn nói những lời nhảm nhí, không hiểu ra sao cả, so với Tô Nam mà Nguyên Thành Tử quen biết hoàn toàn khác nhau. Ngay cả thủy tổ hàng đầu trong truyền thuyết thần thoại của Đan Mạn quốc đều bị lôi ra nghe nói chính là vị thiên quỷ vương lạp chát đắc lý này, sáng lập ra trường phái hàng đầu của Đan Mạn Quốc, là tổ sư cao nhất mà tất cả các hàng đầu sư đều phải sùng bái. Bất luận là truyền thuyết thần thoại nào, luôn bị khuếch đại, vặn vẹo. Huống hồ hàng đầu thuật vốn dĩ đã thần bí khó lường, mức độ khuếch đại, vặn vẹo càng vô biên. Tô Nam lại không hề có chút vẻ cổ quái nào, sắc mặt ngược lại càng trở nên nghiêm trọng, chậm rãi nói. Đối với các người, lạp chát đắc lý là nhân vật trong truyền thuyết thần thoại thế nhưng đối với hàng đầu sư chúng tôi không phải như vậy lạp chát đắc lý là hàng đầu sư duy nhất nuôi dưỡng được sáu đôi âm quỷ từ trước tới nay cũng là người duy nhất hợp thể với âm quỷ luyện thành thiên quỷ hàng cái gọi là thiên quỷ hàng cũng chính là cái thường được gọi là linh quỷ hàng nếu truyền thuyết này là sự thật vậy thì lạp chát đắc lý có lẽ bây giờ vẫn đang còn sống dù sao cái đó cũng là truyền thuyết thần thoại cho tới nay cũng chỉ là mấy trăm năm mà thôi. Hàng đầu sư luyện thành, thiên quỷ hàng, thành công làm một pháp thể nửa người nửa quỷ, sống mấy trăm tuổi là chuyện rất bình thường. Vừa nghĩ đến đây, Nguyên Thành Tử đột nhiên hiểu ra, mãnh liệt nhìn thẳng Tô Nam, há hốc mồm. Ông, ông là nói, ma cưu thực sự, thực sự muốn luyện thiên quỷ hàng. Tô Nam trầm giọng nói, ma cưu mặc dù không nói rõ, thế nhưng căn cứ theo sự phân tích suy đoán của ta, hẳn là như vậy. Tô Nam, loại chuyện này có thể tùy tiện suy đoán sao? Nguyên thành tử dưới tình thế cấp bách, cũng không nghĩ đến lễ tiết nữa, trực tiếp gọi tên của Tô Nam. Quả thật suy đoán này của Tô Nam quá kinh người. Tô Nam nhìn ông ta, thở dài nói. Nguyên thành tử, ông và ta làm bạn bè nhiều năm như vậy, ông đã thấy ta ăn nói lung tung, nói hưu nói vượn chưa? Nguyên thành tử rất không lịch sự nuốt nước miếng xuống. Cơ khinh xa nhẹ giọng hỏi. Tô Nam giáo chủ, mà cừu đại quốc sư muốn tu luyện, thiên quỷ hàng, ông làm sao lại phân tích suy đoán ra được. Tô Nam nói, rất đơn giản, bởi vì trước đó không lâu, mà cừu từng đích thân đến trang viên của ta. Hả? Nguyên Thành Tử, cơ khinh xa đều thất kinh. Lão ta nói với ông những gì? Nguyên Thành Tử vội vàng hỏi. Tô Nam lắc đầu, nói. Lão không hề nói gì cả, chúng ta vốn dĩ là không gặp nhau. Khi lão ta đến trang viên, ta đang bế quan, đến thời điểm mấu chốt nhất, không có cách nào xuất quan gặp lão ta. Lão ta để lại mấy câu liền đi rồi. Câu gì? Lão ta nói, lão lớn tuổi rồi, không định ở lại hoàng cung thêm nữa, chuẩn bị quay về ma cưu trang viên dưỡng lão. Còn nói đã chính thức tiến cử ta làm ứng viên cho vị trí đại quốc sư nhiệm kỳ kế tiếp với quốc phương. Đợi sau khi lão ta chính thức tuyên bố thoái vị, ngự phong của vương thất cũng sẽ công bố. Nguyên thành tử và cơ khinh xa liếc nhìn nhau một cái, nói. Đây không phải là chuyện tốt sao? Mọi người sớm đã nói rồi, ông chính là ứng viên tốt nhất cho vị trí đại quốc sư nhiệm kỳ kế tiếp. Mà cừu đây chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi." Tô Nam liền mỉm cười, cười lạnh. "Chuyện tốt, ông cho rằng lão ta thực sự có lòng tốt như vậy sao? Nhiều năm như vậy, ta gần như luôn ở bên trong trang viên, rất ít khi ra bên ngoài, ông có biết vì sao không?" Nguyên Thành Tử cẩn thận suy nghĩ, đúng thật là có chuyện như vậy. Tô Nam được xưng là đại hàng đầu sư thần bí nhất, có rất ít người thấy ông ta xuất đầu lộ diện ở bên ngoài. Bản thân Nguyên Thành Tử trước đây gặp ông ta, đa số thời điểm là đồng ý lời mời đi trang viên của ông ta làm khách. Ở nơi thanh tu của Tô Nam nói chuyện phiếm với ông ta. Nhiều năm như vậy, Tô Nam chỉ đi Ngọc Dương Quan thăm Nguyên Thành Tử có một lần, còn cực kỳ khiêm tốn, chỉ dẫn theo một gã tùy tùng, ở Ngọc Dương Quan mấy ngày, lại lặng lẽ rời đi, không hề gây nên bất kỳ náo động gì nguyên thành tử vẫn cho rằng đây là do thiên tính của tô nam vốn đã như vậy không thích làm ẩm ý nghe ngụ ý từ trong lời này của tô nam chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác vì sao nguyên thành tử một bên suy tư một bên thuận miệng hỏi đó là bởi vì dưới tình huống bình thường ta không dám rời khỏi trang viên tô nam lạnh lùng nói nguyên thành tử càng không hiểu ra sao cả dựa vào thân phận đại hàng đầu sư của tô nam thiên hạ có nơi nào đi không được lại có cái gì đáng phải sợ hãi sao? Cơ khinh xa nhẹ giọng hỏi. Tô Nam giáo chủ, có phải bởi vì Ma Cưu đại quốc sư hay không? Đương nhiên, Tô Nam không chút do dự đáp. Thực ra từ hơn 10 năm trước, Ma Cưu đã từng đến trang viên của ta, nói chuyện lâu với ta một lần. Lúc đó ta vẫn là rất tôn trọng lão, bày ra nghi thức nghênh đón hết sức long trọng. Lúc đó, chúng ta so tài một lần. Ồ! hai hàng lông mày của Nguyên Thành Tử Dương mạnh lên, cảm thấy kinh ngạc. Hai vị đại hàng đầu sư nhất đẳng đương thời, cư nhiên đã từng giao thủ. Nhưng trước giờ đều chưa từng nghe nói qua, có thể thấy công việc bảo mật được làm cực kỳ tốt, chỉ sợ ngay cả nội bộ, nạp cát phái, đều có rất ít người biết được chuyện này. Ngay cả cơ khinh xa cũng có hứng thú, vội vàng hỏi. Vậy kết quả so tài như thế nào? Đương nhiên là lão thắng, nhưng ta cũng không thua. Tô Nam cho một đáp án rất thú vị, ngay lập tức lại thêm vào mấy câu giải thích. Luận đến trình độ hàng đầu thuật, là lão ta thắng một bậc. Thế nhưng địa điểm giao thủ là ở nơi ta bình thường bế quan tu luyện, một số thủ đoạn lợi hại của Ma Cưu thì triển không được. Hóa ra là như vậy. Cơ Khinh xa nhẹ nhàng gật đầu. Đây vẫn là rất dễ lý giải, giống như tiêu phàm đấu pháp với người khác ở chỉ thủy quan, phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Trận pháp bảo vệ và linh tuyền của chỉ thủy quan có thể giúp Tiêu Phàm tăng thêm không ít sức mạnh. Trừ phi kẻ địch cao minh hơn Tiêu Phàm rất nhiều, bằng không rất ít có khả năng đả thương Tiêu Phàm ở chỉ thủy quan. Tô Nam sở dĩ không thua là bởi vì đã chiếm địa lợi. Tiêu Phàm lại nói, tuy là như vậy, e rằng Tô Nam giáo chủ cũng là hàng đầu sư mà Ma Cưu đại quốc sư e ngại nhất thì phải. Quả thật là như vậy. Trên mặt Tô Nam lộ ra một tia ngạo khí lão ta khi đó nói muốn tiến cử ta làm đại quốc sư nhiệm kỳ tiếp. Thực ra chẳng qua là muốn thăm dò ta mà thôi. Khi đó lão ta còn chưa đến 60 tuổi, chính là lúc đắc chí vừa lòng, làm sao có thể thật sự sẽ chủ động thoái vị được. Lão ta đặc biệt đến trang viên tìm ta, chính là muốn thăm dò một chút, ta rốt cuộc có thể tạo thành uy hát yêu ta ép thực tiễn cho lão hay không. Cơ khinh xa nói, đáp án là khẳng định, phải không? Tô Nam gật gật đầu, nói, Thế nên 10 năm nay, ta căn bản đều ở trong trang viên của mình, không đi đâu. Nếu nhất định phải đi ra ngoài, cũng phải xác định ma cưu đang bế quan trước đã. Không hề nghi ngờ, Tô Nam là sợ ma cưu nhân cơ hội ông ta đi ra ngoài, tìm ông ta gây xui xẻo. Rời khỏi nơi tu luyện của chính mình, không có trận pháp và cấm chế tăng cường, bình đẳng giao đấu, Tô Nam tự nhận vẫn không phải là đối thủ của ma cưu. Dựa vào sự tàn nhẫn của con người ma cưu, một khi Tô Nam thất bại, Ma Cưu gần như chắc chắn sẽ không cho ông ta cơ hội trốn thoát, nhất định sẽ hạ thủ diệt trừ ông ta. Vậy tại sao lần này lại chủ động đến thành lạc gia? Nguyên thành tử không khách khí hỏi. Tô Nam cười khổ một tiếng, thẳng thắn nói. Còn không đến thì không được nữa. Nếu như đợi Ma Cưu thật sự luyện thành, thiên quỷ hàng, mấy người chúng ta đều không có đường sống. Tiêu Phàm hơi cảm thấy kinh ngạc nói. Cho dù Ma Cưu đại quốc sư luyện thành, thiên quỷ hàng, chiếu theo lý cũng sẽ không đại khai sát giới chứ. Phân tích về tình về lý, mà cư hiện giờ đã là đệ nhất hàng đầu sư của Đan Mạn Quốc, sau khi luyện thành thiên quỷ hàng, càng là vô địch, cao cao tại thượng, lại cần gì phải đi tính toán với những hàng đầu sư khác rõ ràng không cùng cấp bậc. Chỉ cần đám hàng đầu sư này ngoan ngoãn thần phục lão, cũng là được rồi. chương 479, Phạm Linh xảy ra chuyện rồi một Tiêu chân nhân, đó là bởi vì ngươi không hiểu sự tà ác của thiên quỷ hàng. Thiên quỷ hàng cố nhiên lợi hại vô cùng, thế nhưng cũng có hậu họa không gì sánh nổi. Hợp thể với âm quỷ do chính mình nuôi dưỡng, trở thành thân thể nửa người nửa quỷ, rốt cuộc là nhân tính áp đảo ma tính, hay là ma tính áp đảo nhân tính, chuyện này ai cũng không có cách nào đảm bảo. Một khi ma tính át nhân tính, chỉ sợ ma cư lúc đó, sẽ không phải là ma cư bây giờ nữa, mà là một ác quỷ siêu cấp có thể tung hoành nhân gian, ác quỷ này nếu tung hoành lên, ai có thể chế phục được. Cố lão tương truyền sau khi luyện thành, thiên quỷ hàng cứ cách một khoảng thời gian, sẽ nuốt sống linh hồn của một người để duy trì trạng thái cân bằng trong cơ thể, không để bản thân hoàn toàn biến thành quỷ. Người bị nuốt sống này, đương nhiên là tu vi càng cao càng tốt, hiệu quả càng có thể kéo dài. Tô Nam nói xong, khóe miệng nhẹ nhàng cử động, trong mắt không kìm nổi toát ra vẻ sợ hãi. Nếu thật sự là như vậy, Tô Nam có tu vi cao thâm e rằng sẽ trở thành đối tượng đầu tiên bị ma cư nuốt sống. Tiêu Phàm Nhíu Mi nói: Tô Nam giáo chủ, đây chẳng qua là từ suy đoán mà thôi. Dù sao từ xưa đến nay cũng chỉ có lạp chát đắc lý trong truyền thuyết là luyện thành thiên quỷ hàng. Ai cũng đều chưa từng tận mắt nhìn thấy sau khi luyện thành thiên quỷ hàng sẽ là kết quả như thế nào. Đối với loại chuyện nuốt sống linh hồn này, Tiêu Phàm nghe tới hiển nhiên đặc biệt nghe không lọt tai. Giáo nghĩa môn quy của vô cực môn, chính là, làm nhiều việc thiện, tích âm đức rộng lớn. Tô Nam hỏi ngược lại, nếu chẳng may truyền thuyết là sự thật thì sao? Lông mày tiêu phàm không khỏi càng nhíu chặt hơn. Chuyện như thế này, đúng là cần tắc vô ái náy. Ngộ nhớ truyền thuyết là thật, mà cư luyện thành thiên quỷ hàng, mà tính đại phát, tung hoành tứ phía, đối với đám người Tô Nam mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Mặc dù nói, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, người chỉ có một lần chết, ai cũng tránh không nổi. Thế nhưng hiển nhiên chết bệnh, chết già, với bị người ta xem là thức ăn, để ăn tươi nuốt sống linh hồn, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Cuống hồ, trong khoảng thời gian này, giáo chủ cao trừng của Tinh Nguyệt Phái, Đại Tế Tin Nạp Tả của Đỗ Thành Phái, bỗng nhiên cũng bắt đầu bế quan không ra, tuyên bố với bên ngoài không hỏi thế sự, chuyện trong giáo đều giao cho môn nhân đệ tử chủ trì. Ta không tin, thật sự chỉ là trùng hợp. Tô Nam chậm rãi nói, tinh quang trong mắt sáng ngời. Nguyên Thành Tử nói, ông đang hoài nghi, Cao Trừng và Nạp Tả đều là chịu sự bức ép của Ma Cư. Tô Nam lắc đầu nói, có lẽ không chỉ là bức ép, nói không chừng bọn họ đều bị trọng thương rồi, thậm chí đã chết cũng có khả năng. Cơ bản, trong đan mạn quốc, hàng đầu sư có thể uy hát yêu ta ép đến Ma Cư, thì chỉ có mấy người chúng ta như vậy. Biết rõ Ma Cư muốn tu luyện, thiên quỷ hàng, chúng ta nhất định sẽ ra mặt can thiệp, lão liền trực tiếp ra tay trước chiếm lợi thế, đem những ứng viên có tính uy hát yêu ta ép nhất xử lý gọn. Cứ như vậy, lão có thể yên tâm tu luyện. Tinh Nguyệt Phái, Nạp Cát Phái đều là nhất đẳng đại phái của Đan Mạn Quốc. Trước khi ma cưu chưa quật khởi, bất cổ phái, vốn dĩ là không có cách nào đánh đồng với những đại phái này. Cao Trừng và Nạp Tả, càng là đại hàng đầu sư nổi danh so với Tô Nam, xem như là hàng đầu sư ở đẳng cấp cao nhất đứng sau ma Cưu ở Đan Mạn Quốc rồi. Khi lão đi tìm ta, ta đang bế quan, lão không có nắm chắc phần thắng, liền để lại mấy lời như vậy. Nói là muốn tiến cử ta kế nhiệm đại quốc sư, hiển nhiên là muốn mê hoặc ta, làm ta ổn định trước rồi tính sau. Con người này, không những tàn độc, hơn nữa còn vô cùng âm hiểm rào hoạt. Tô Nam tức giận phẫn nộ nói, đã không chút khách khí tiến hành nhân thân công kích với Ma Cưu rồi, có thể thấy oán hận sâu sắc với ma cưu như thế nào. Tiêu phàm, cơ khinh xa, nguyên thành tử liếc mắt nhìn nhau, đều không kìm nổi gật gật đầu. Chiếu theo phân tích này của Tô Nam, vẫn thật sự rất có lý. Nếu như Tô Nam không hề cảm nhận được nguy hiểm cực độ, ông ta cũng nhất quyết không chọn đối địch với ma cưu, như vậy quá ngu xuẩn rồi. Quan trọng hơn nữa chính là, dự cảm của hàng đầu sư luôn nhạy bén hơn so với dự cảm của người bình thường, cũng linh nghiệm hơn rất nhiều vậy giáo chủ lần này rời khỏi trang viên của mình, trước khi đến thành lạc già, chẳng lẽ không sợ bị ma cư phát hiện sao? Một lát sau, tiêu phàm thấp giọng hỏi, hai mắt sáng ngời, nhìn thẳng tô nam. Đương nhiên là sợ hãi, nhưng sợ hãi thì không thể đến sao, thì có thể trốn được sao? Tô nam cười khổ một tiếng, hỏi ngược lại. Bị ép đến mức này, ngoại trừ liều chết quyết chiến một trận, đã không còn lối đi nào khác. Thất thúc công, thất thúc công, cứu mạng. Chính vào lúc này, bên ngoài của bóng vang lên tiếng kêu kinh hoàng cây ếch yêu ta ép sợ của Hoàng Dũng Huy. ồn ào cái gì? Nguyên Thành Tử lập tức đứng dậy, bước nhanh đến cửa, sầm mặt, quát lớn một tiếng. Đối với đứa con trai thứ này của Hoàng Thanh Vân, thực lòng mà nói, Nguyên Thành Tử có chút nhìn không thuận mắt. Đứa trẻ này, quá mềm yếu, so với anh trai nó, cách biệt quá xa. May mà Hoàng gia còn có Hoàng Cao Huy kế thừa gia nghiệp, bằng không Hoàng Dũng Huy thật đúng là không thể trông cậy được. Biết rõ có khách quý đang ở đây, lại vẫn hô to gọi nhỏ như vậy, không có nửa điểm ra giáo, chẳng phải là khiến cho người ta chê cười hay sao. Thất thúc công, thất thúc công, không xong rồi không xong rồi, Linh Linh, Linh Linh bị người ta bắt đi rồi. Hoàng Dũng Huy ngày thường vốn dĩ cực kỳ sợ hãi thất thúc công này, hiện giờ lại không để ý nhiều đến như vậy, chạy đến trước mặt Nguyên Thành Tử, vội vội vàng vàng kêu lên. Linh Linh, Ngươi nói là Linh Linh. Nguyên Thành tử nhíu mày hỏi, trong lòng lại âm thầm thở phào một cái. Hoàng Dũng Huy thở hồn hển như vậy, ban đầu Nguyên Thành tử còn cho rằng là Hoàng Thanh Vân hoặc là Hoàng Cao Huy xảy ra chuyện lớn gì. Khoảng thời gian này, thần kinh của Nguyên Thành tử cũng căng thẳng cao độ, có chỗ thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Đúng vậy, đúng vậy. Hoàng Dũng Huy vừa gật đầu, vừa đưa tay lau mồ hôi. Chuyện là như thế nào? Phạm Nhạc ở phòng bên cạnh, hiện thân ra, lớn tiếng hỏi. Nhị, nhị ca. Hoàng Dũng Huy vừa nhìn thấy Phạm Nhạc, liền không kìm lòng nổi rụt cổ một cái. Đối với hai vị anh họ của Phạm Linh, Hoàng Dũng Huy đều mang trong lòng kính sợ. Nhất là bây giờ Phạm Linh xảy ra chuyện, Hoàng Dũng Huy càng sợ Phạm Nhạc đối với cậu ta không khách khí. Nói mau, rốt cuộc là chuyện gì? Phạm Nhạc xảy bước đến trước mặt Hoàng Dũng Huy, trầm mặt quát hỏi. Là như thế này, hoàng dũng huy lắp bắp đem sự tình chân tướng nói lại một lượt thì ra tối nay cậu ta và phạm linh đi đến phòng trà của khách sạn kim hải ngạn xin thôi việc kết quả là ở cửa khách sạn phạm linh bị người ta bắt đi bởi vì tiêu phạm đích thân báo cho hoàng thanh vân hoàng dũng huy và phạm linh có duyên vợ chồng chuyện của hai người họ xem như đã được định rồi hoàng gia không phản đối phạm nhạc cũng không phản đối phạm linh cũng thử chấp nhận hoàng dũng huy nếu phạm linh tương lai trở thành con dâu của hoàng gia vậy thì công việc biểu diễn ti tiện phải xuất đầu lộ diện ở phòng trà không thể làm nữa hoàng gia không chấp nhận người này kỳ thật nếu phạm nhạc đoạt lại ra sản thuộc về bản thân mình phạm gia cũng không thể chấp nhận người này chuyện này cứ như vậy phát triển người vui nhất hiển nhiên là không ai ngoài hoàng dũng huy hạnh phúc đến một cách bất thình lình như thế hoàng nhị thiếu ra liên tục mấy ngày đều đắm chìm trong niềm hưng phấn vô cùng về phần trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, hoàng nhị thiếu không phải không lo, thực sự cậu lo lắng cũng vô ích, không thể nhúng tay vào được, tất cả đã có cha, anh trai và thất thúc công làm chủ, không có chuyện của cậu. Đối với trưởng bối của hoàng gia mà nói, chỉ cần cậu yên tâm nói chuyện yêu đương với Phạm Linh, vợ chồng son anh anh em em, không cần đi làm phiền gia đình thì đã rất tốt rồi, cũng không trông cậy cậu ta có thể giúp đỡ được việc gì. Ai mà biết cậu ta vẫn thật sự thêm loạn vào. Phạm Nhạc Quát Kẻ nào làm, vì sao không báo cảnh sát? Báo cảnh sát cũng vô dụng, là, là Phạm Anh Đích Thân ra mặt, cái người lâm thành đặc kia dẫn người bắt đó. Cháu nhìn thấy xe của Phạm Anh dừng lại ở phía xa. Phạm Anh ngồi trong xe hút thuốc. Hoàng Dũng Huy vội vội vàng vàng giải thích. Lông mày của mọi người đều không khỏi nhíu lại. Hoàng Dũng Huy nói không sai, thật sự nếu là Phạm Anh Đích Thân xuất má, báo cảnh sát khẳng định không có tác dụng. Cảnh sát người nào dám đi vuốt, dâu hùng của Phạm Anh. Phạm gia cũng không tính đến, mấu chốt là, bất cổ phái, chọc giận không nổi, nhất là ma cưu đại quốc sư đã quay về lạc giả bang. Dưới tình hình đích thân ngồi chấn tại ma cưu trang viên, đừng nói là cục cảnh sát của thành lạc giả, cho dù là cảnh sát tối cao của đan mạn quốc, cũng không có ai dám tùy tiện đi bắt đồ tôn của ma cưu đại quốc sư. Phạm anh đích thân xuất mã rồi sao? Phạm nhạc thấp giọng truy hỏi một câu, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. chương 480, Phạm Linh xảy ra chuyện rồi, hai thất thúc công, xin người nhất định phải cứu Linh Linh, Phạm Anh nhất định không có lòng tốt gì. Hoàng Dũng Huy lại không ngó ngàng gì đến, trực tiếp hướng về phía Nguyên Thành Tử kêu la. Bất kể vị Hoàng Nhị Thiếu này trong mắt người khác là, phế vật, cỡ nào, ít nhất trong lòng cậu ta tâm địa thiện lương, đối với Phạm Linh một tấm chân tình. Nguyên Thành Tử nghiêm mặt, đối với lời cầu khẩn của Hoàng Dũng Huy làm như không nghe thấy. Nếu như ở tình huống bình thường, cho dù có Zino và bất cổ phái, làm hậu đài, trong mắt nguyên thành tử, một phạm anh cũng không tính là gì. Ngọc Dương quan ở thành lạc già khai phái nhiều năm như vậy. Không phải bất kỳ đệ tử của trường phái hàng đầu sư nào cũng có thể ức hát yêu ta ép đến cửa. Nhưng thế cục trước mắt, tất cả cái khác không bàn đến, trước khi thương lượng lập kế hoạch, Nguyên Thành Tử tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay với Phạm Anh. Bằng không, một mình Phạm Anh là chuyện nhỏ, gây nên sự chú ý của ma cưu đại quốc sư, thì sẽ rất phiền toái. Người gấp cái gì, nói thế nào Phạm Linh cũng là em họ của Phạm Anh, gã sẽ không thật sự làm gì nó đâu. Mắt thấy Hoàng Dũng Huy, om sòm không ngớt, Nguyên Thành Tử rất không có kiên nhẫn quát lên. Không phải không phải, thất thúc công, người không biết, Phạm Anh là một tên lòng lang dạ sói, vốn dĩ không có nửa chút tình người. Gã căn bản không nhận Linh Linh có phải là em họ của mình hay không, cha của Linh Linh chính là bị Phạm Anh bức tử đấy. Hoàng Dũng Huy gấp đến độ muốn khóc lên. Hoàng nhị thiếu, bình tĩnh chớ vội, chúng ta sẽ đi cứu Phạm Linh. Ngay khi Hoàng Dũng Huy cùng đường bí lối, thì Thiêu Phạm mở miệng, giọng điệu bình tĩnh, âm thanh ôn hòa, không có nửa điểm ý tứ muốn, thì ân, với Hoàng Dũng Huy, dường như tất cả là chuyện đương nhiên. Tiêu chân nhân, Nguyên Thành Tử ở bên cạnh vội vàng nói, trong sắc mặt nghiêm khắc hơi mang theo vài phần lo âu và khó hiểu. Hoàng Dũng Huy chính là một đứa trẻ, nó không hiểu chuyện, lẽ nào Tiêu chân nhân cậu cũng không hiểu chuyện sao? Hành động lần này của Phạm Anh tất có thâm ý. Hiện giờ căn bản không đáng vì một Phạm Linh đi đánh rắn động cỏ, tất cả mọi chuyện nhất định phải nhìn xa trông rộng. Tiêu Phạm khoát tay, ngăn Nguyên Thành tử, thản nhiên nói: "Nguyên Thành chân nhân, đây là việc của chúng ta, không nên kéo theo người vô tội liên lụy vào. Hơn nữa, Phạm Anh đột nhiên làm như vậy, tôi đối với động cơ của gã cảm thấy rất có hứng thú." Chiếu theo lý mà nói, Phạm Linh hiện tại tuyệt đối không thể thu hút sự chú ý của Phạm Anh. Một em họ xa cơ thất thế, đã không tạo thành bất cứ uy hát yêu ta ép nào đối với Phạm Anh, đáng cho Phạm Anh phải đích thân xuất mã đi bắt người sao. Lường trước lâm thành đạt sau khi lĩnh giáo thủ đoạn của hàng đầu sư tiêu phàm, cũng không dám ở trước mặt Phạm Anh nói hưu nói vượn. Hơn nữa, cho dù lâm thành đạt không cam tâm, một hạ nhân như y, làm sao có thể mê muội để Phạm Anh vì y đích thân ra tay đi bắt em họ của chính mình ý của tiêu chân nhân là nguyên thành tử không khỏi sửng sốt trên mặt lộ ra vẻ trầm tư nguyên thành chân nhân trước khi chưa có thông tin tình báo chính xác tất cả những phân tích phỏng đoán đều không thể làm căn cứ hành động tùy tiện đối với chúng ta đều không có lợi ích gì phạm anh bên đó có lẽ có thể có một số tin tức mà chúng ta cần đúng vậy đúng vậy ta hoàn toàn tán đồng với ý kiến của tiêu chân nhân nguyên thành tử liên tiếp gật đầu Tô Nam vẫn bàng quan lạnh nhạt, không nói lời nào. Đối với chân tướng của tất cả sự việc, ông ta hoàn toàn không biết gì cả, hiển nhiên cũng không tiện biểu thị thái độ. Hơn nữa, ông ta cũng rất muốn tận mắt nhìn thấy, tiêu phàm ra tay đối phó với Phạm Anh. Tình thế cách cấm, ông ta không thể không lựa chọn tin tưởng tiêu phàm. Thế nhưng lựa chọn tin tưởng và thật lòng tín nhiệm hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Giữa chuyện này, có thể hợp tác đến mức độ nào, Quyết định bởi sự tín nhiệm lẫn nhau giữa đôi bên, có thể đến mức độ nào? Sau đó không lâu, một chiếc xe con màu đen bình thường, lái ra từ cửa sau của hoàng phủ, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Khi màn đêm hoàn toàn bao phủ xuống thành Lạc Gia, đại quản gia Lâm Thành Đạc của Phạm phủ cuối cùng cũng hoàn thành công việc của một ngày, lái chiếc xe con mới tinh của mình, mỏi mệt rời khỏi Phạm phủ, quay về nhà. Từ sau khi được Phạm anh công nhận, cuộc sống của Lâm Thành Đạc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ban đầu y chỉ là một tên tôi tớ hạ đẳng nhất, ở trong ký túc công nhân của Phạm Phủ, làm gì có nhà của riêng mình. Bây giờ không những lái xe con mới toanh, còn mua được nhà. Tuy nhiên tất cả mọi chuyện cũng đều có cái giá của nó, trước đại quản gia của Phạm Phủ quả thật không dễ làm, mỗi ngày mệt như một con chó. Nhất là thời gian này, việc càng nhiều. Dưới tình huống bình thường, Lâm Thành Đạc vẫn ở lại Phạm Phủ, không thường xuyên quay về nhà của mình. Hôm nay tình hình không giống nhau, Lâm Thành Đạt nhất định phải về. Y hẹn gặp một người phụ nữ tại nhà. đương nhiên người phụ nữ này bất luận là thân hình hay tướng mạo đều không có cách nào so sánh được với Phạm Linh, tốt xấu cũng là nữ giới. dù sao Phạm Linh bên đó căn bản đã không có hy vọng gì rồi, Lâm Đại quản gia cũng không thể thật sự đi thắt cổ trên một cái cây, vẫn là kịp thời hưởng lạc thú trước mắt thì tốt hơn. chỉ cần nghĩ đến màn diễn trên giường tối nay. Lâm Thành Đạc liền chấn động tinh thần, chỉ cảm thấy mỏi mệt toàn thân đều được quét sạch, không kìm lòng nổi nhấn ga cao nhất, chiếc xe lao như tên bắn, vút thẳng về phía trước. Mặc dù Lâm Thành Đạc là đại quản gia của Phạm Phủ, Phạm Anh đối với y không bạc. Nhà thuộc khu tầng lớp thượng lưu của người Hoa, y vẫn là có dùng 100 năm cũng mua không nổi. Chỉ có thể lựa chọn nhà ở khu người Hoa tập trung kém hơn một chút, an cư ở nơi giáp với khu dân nghèo. Vậy cũng đã rất tốt rồi, tuyệt đối không phải người nào đều có thể có nhà của riêng mình ở thành lạc già này. Ước chừng sau nửa giờ, xe con cuối cùng cũng tiến vào một tiểu khu. Lâm Thành đạc đỗ xe dưới lầu, hoan hỉ lấy điện thoại ra, gọi điện cho người phụ nữ kia, bảo ả đến đây gặp gỡ. Người phụ nữ kia thuê phòng ở một tiểu khu cách đó không xa, bằng không, nếu như ở một nơi cách đó xa một chút, Lâm Thành đạc liền đi đường vòng đến đón ả. Không biết là do nguyên nhân gì, người phụ nữ kia không đồng ý cho Lâm Thành Đạc đi đón ả. Có lẽ có cái gì không tiện, Lâm Thành Đạc cũng không tìm hiểu sâu, dù sao y cũng không định kết hôn với ả, hà tất gì phải làm rõ ràng như vậy. Loại nhân duyên ngắn ngủi này, tụ hợp ly tan, đều là chuyện rất bình thường. Nghe giọng nói ỏn ẻn yêu kiều trong điện thoại, Lâm Thành Đạc chỉ cảm thất xương cốt cả người đều muốn giòn ra, cười híp mắt tiến vào thang máy, trực tiếp lên tầng 12, huyết 6 móc chìa khóa, mở cửa nhà ra. Lâm Thành Đạc mua căn nhà chung cư này, diện tích không nhỏ, sắp xỉ 120-30 mấy mét vuông, tu sửa nội thất cũng xem như rất khá. Ít nhất ở tiểu khu cấp thấp này, trang trí nội thất của Lâm Thành Đạc xem như là rất có đẳng cấp rồi. Trước mắt vẫn là một mình Lâm Thành Đạc ở, không có nữ chủ nhân. Nếu không phải do hai tên tiêu phàm, phạm nhạc này chặn ngang, Lâm Quản gia đã hạ quyết tâm muốn để Phạm Linh trở thành nữ chủ nhân của căn nhà này. Đáng tiếc bây giờ, Tất cả đều không có khả năng rồi. Vừa mới mở cửa phòng, xoạch một tiếng, đèn lớn phòng khách liền tự động sáng lên. Là ai, kẻ nào? Đọc truyện tại stt.p2.gạch chéo gạch chéo tayuencuati.net gạch chéo Lâm Thành đặc giật nảy mình, bị dọa tới toàn thân run rẩy, chân phải vừa nhấc lên vội vã thu về, trong miệng kêu lên kinh hoàng. Đi vào. Trong phòng khách, truyền đến giọng nói lạnh lùng của Phạm Nhạc. Quả tim của Lâm Thành Đạc trong nháy mắt liền chìm đến đáy cốc, nhưng cũng không dám chần chừ, chỉ có thể liên thanh đáp ứng, cứng rắn tiến vào phòng khách. Trong lòng không ngừng kêu khổ bọn họ làm thế nào lại tìm được chỗ này. Mua căn hộ này, Lâm Thành Đạc không hề nói với bất kỳ ai, cho dù ở Phạm Phủ, người biết được cũng rất ít. Lâm Thành Đạc mặc dù chỉ là một tên tôi tớ, nhưng cũng biết đến đạo lý thỏ khôn có ba hang. Chủ tử Phạm Anh của Y vốn dĩ là ngồi lên ngai vị một cách bất chính, Lâm Thành Đạc đi theo Phạm Anh, mấy năm nay là một bước lên mây. Thế nhưng ngộ nhớ có một ngày, Phạm Anh xui xẻo, Lâm Thành Đạc nghĩ, cũng phải giữ lại cho bản thân mình một đường lui. Ai biết được Phạm Anh còn chưa gặp xui xẻo, bản thân y đã bị vận đen chiếu đến rồi. Vừa vào cửa, sau khi nhìn rõ tình hình ở phòng khách, Lâm Thành Đạc lại càng khó chịu trong lòng. Tên hàng đầu sư họ tiêu kia, lại ngồi trong phòng khách nhà y uống trà. Cô bạn gái xinh đẹp vô cùng kia của gã, ngồi ở bên cạnh. Nhị thiếu ra ban đầu của Phạm Phủ Phạm Nhạc Tiên Sinh cũng đứng ở bên cạnh. Bởi vậy có thể nhìn ra được, đoàn người này rõ ràng là do tên, hàng đầu sư, họ tiêu kia cầm đầu, Phạm Nhạc cũng chỉ có thể làm tên hầu cho người ta mà thôi. Trực tiếp coi nơi này trở thành địa bàn của nhà mình rồi. Chỉ có điều miệng lâm thành đạt cho dù có căm phẫn hơn nữa, cũng nào dám mở miệng chất vấn. Dừng bước lại ở phía xa, không ngừng cúi đầu khom lưng về phía đám người tiêu phàm, ôm lấy đầu không dám ngẩng lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 480.